Hôm nay là ngày 13 tháng 12, 2019, trước bàn thờ Tổ quốc. Chúng con là thành viên đồng nhiệm của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Nguyện xin đấng tối cao, trời Phật, hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sớm hoàn thành sự nghiệp giải thể chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Dạ, Pha Lê xin trân trọng kính chào Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính chào quý đại biểu, quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, cùng tất cả đồng bào, cô chú bác, anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới. Kim xin trân trọng kính chào Ngài Tổng thống Đào Minh Quân và Phu Nhân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý tướng lãnh, quý đại biểu và các quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Xin kính chào quý cô dì chú bác, các anh chị em Việt Nam trong và ngoài nước. Cảm ơn chị. Dạ thì cũng như thường lệ, dạ thì dạ, kính mời tất cả đồng bào cô chú bác cùng mà nghe một bản nhạc Việt Nam Đào Minh Quân. Dạ, pha
3 giờ chị em sẽ bắt đầu đọc thông báo. Đào Minh Quân, anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình, ngày ngày chung lo việc nước. Một ngày thề dân chiến đấu, không ngại không vì nước hy sinh cho muôn đời, tổ quốc quang minh. Việt Nam, Đào Minh Quân, dân đang chờ ngày vui nhau ấm. Việt Nam Đào Minh Quân, xây cơ đồ hồn thiêng sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Thì cái bài hát chấm dứt thì hôm nay Khoa và chị Kim cũng đọc thông báo từ Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa do Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Chút nữa mình đọc qua mấy cái này, chúc mừng Giáng sinh, không mình đọc cái này trước rồi đọc thông báo sau. Thì cái thông báo mới nhất để mà cho chúng ta biết là bên chính phủ có những gì, tin tức gì giờ đây. Thì Pha mời chị Kim và đọc thông báo xong thì Khoa và chị Kim cũng đọc những cái thiệp chúc mừng Giáng sinh của Tổng thống Đào Minh Quân gửi ra, thì Khoa thay mặt để mà đọc ra những cái thông báo đó. Thì Khoa mời chị Kim đọc cái thông báo từ Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Kim xin đọc thông báo Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, PO Box 2807 Anaheim, California 92814. Cộng sản Việt Nam đang giãy giụa. Kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, mặc dù Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Đào Minh Quân có chủ trương nhân đạo, nên trước khi tan rã, một vài tên ngoan cố vẫn còn giãy giụa với những thủ đoạn khủng bố sát hại dân lành nơi ánh sáng công lý chưa chiếu sáng đến, như trong các trại giam, trong đồn công an. Do đó, Văn phòng Thường trực yêu cầu những đồng bào có thân nhân hay chính những tù nhân bị đối xử khắc nghiệt, bị giam cầm trái phép, bị đánh đập hay bị chết trong tù một cách oan ức, hãy gửi tên tuổi, địa chỉ đầy đủ của nạn nhân và tên trưởng cơ quan nơi bị giam cầm về cho chúng tôi tại hộp thư Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời PO Box 2807
Anaheim, California 92814 hay email Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc viết tắt @gmail.com hoặc mail là viết tắt là chữ mail @chinhphuquocgia.com, chính phủ quốc gia thì viết nguyên chữ .com. Nếu có thêm bằng chứng hay nhân chứng, vật chứng sẽ giúp công việc điều tra mau lẹ hơn. Sau khi nhận được tài liệu, chúng tôi sẽ cho tiến hành và có biện pháp thích hợp với những tên công an phạm pháp. Những ai đang làm tay sai cho Cộng sản Việt Nam, hãy nhớ lại rằng trước năm 1975, trong chiến trận, Việt Cộng thường sát hại ngay những bộ đội của chúng trước khi rút lui. Nếu họ bị thương nặng, bị cụt tay, cụt chân, khó di chuyển. Vì vậy, thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thì nhiều, nhiều vị không còn đầy đủ cơ thể, còn bộ đội Cộng sản Việt Nam phục viên hay nghỉ hưu thì thân thể toàn vẹn. Do đó, những ai đang bị Cộng sản lợi dụng để hãm hại đồng bào, quậy phá chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, mà nếu bại lộ tung tích hoặc không còn sử dụng được, thì chính Cộng sản Việt Nam sẽ vứt bỏ những kẻ vô dụng này để bịt miệng. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thì khác. Chúng tôi rất muốn đem công lý và tình yêu thương bao bọc đồng bào, nhưng hãy tiếp tay cho chúng tôi cơ hội để phục vụ. Rất mong đồng bào truyền bá cho nhau biết sự hiện hữu của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đang ra sức lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Trân trọng, Văn phòng Thường trực Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Kim xin ngừng thông báo, và Kim cũng nhắc cho quý cô dì, chú bác, các anh chị em, nếu mà chúng ta để ý là thời Việt Nam Cộng Hòa đó, thì thương phế binh trong chiến tranh thì đương nhiên là phải có bị thương rồi, thành ra có nhiều thương phế binh. Nhưng mà trong Cộng sản Việt Nam thì quý vị nên để ý không có thương phế binh. Từ hồi chiến tranh trước năm 75 thì không có phương thương phế binh. Như vậy là khi mà bị thương, khó di chuyển thì họ sẽ giết chứ không có giữ. Cho nên cái Việt Nam Cộng Hòa nhân đạo là ở chỗ đó đó. Xin quý cô dì chú bác, anh chị em phải nhìn thấy chế độ nào là nhân bản, chế độ nào là nhân đạo, thì chúng ta hãy trưng cầu dân ý để chúng ta được sống trong cái chế độ để tam Việt Nam Cộng Hòa được tự do no ấm, chứ chúng ta đừng có mê mờ để chúng ta chưa có thấy đâu là chánh đâu là tà, thì chính chúng ta sẽ hại chúng ta đó. Thì cái thông báo mà chị Kim vừa đọc xong đó thì nói cho chúng ta biết là Cộng sản Việt Nam thì quá tàn nhẫn đối với những tù nhân lương tâm. Thì nếu mà nói như vậy thì cái ngày 10 Tây đó, cái ngày 10 Tây là cái ngày mà Pha tình cờ thôi, Pha có nghe cái thông báo là có Đào Quang Thục mới vừa chết ở trong tù, tức là ngày 10 tháng 12, 2019 vừa qua, tức là mới vài ngày đây thôi. Mà thân nhân thì xin để chở xác về mà Cộng sản Việt Nam không có cho. Thì để bây giờ Khoa thì không ít có để không biết tên những người mà tù nhân lương tâm hiện bây giờ Cộng sản Việt Nam đang giam giữ. Nếu mà cái số người nó quá đông và Khoa thì cũng không có nhớ hết và cũng không có tìm hiểu nhiều, là tại vì trong cái công cuộc này chúng ta biết là chúng ta phải giải cứu những người tù nhân lương tâm đó, nên bây giờ trong đó có 100 người, 200 người, 300 người gì nữa chúng ta cũng phải giải cứu hết. Nên cái quan trọng nhất là chúng ta làm cách nào để giải cứu những người tù nhân lương tâm đó mới là điều quan trọng. Nếu chúng ta có cầm cái danh sách 300 người, 200 người hay là 500 người đi nữa mà chúng ta không biết tìm cách để giải cứu họ ra đó thì nó cũng vô dụng mà thôi. Và chúng ta có la lên, chúng ta có lên Facebook, chúng ta có làm cách nào đi nữa thì cũng không ai cứu được. Nhưng mà Tổng thống Đào Minh Quân sẽ cứu được các anh chị tù nhân lương tâm đó. Nên
Hôm nay cũng là cái thông báo từ Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, thì cũng tình cờ thì Pha nghe được cái tin đó. Nên chúng ta thấy rằng nếu chúng ta không giải cứu tất cả những anh chị em trong tù của Cộng sản Việt Nam, tức là tù nhân lương tâm, thì lần lần các anh các chị sẽ chết lần mòn trong cái chế độ Cộng sản, tức là chết trong tù. Một người thì Cộng sản Việt Nam kêu án người nào cũng mười mấy năm cả, 8 năm, 11, 12, 13, 14 năm. Cái thời gian đó đó là nó đã quá dài, và cái tù của Cộng sản Việt Nam thì chắc là ai cũng biết rất là khắc nghiệt. Cơm thì ăn không đủ no, khi bệnh hoạn thì không có ai trị, thành ra cái chết nó cận kề rất là dễ dàng. Tại sao mà đây là để pha đọc sơ vậy? Thầy giáo Đào Quang Thục, 58 tuổi, đã qua đời tại trại tù số 6 Nghệ An, đã bị kết án 13 năm tù và đã thụ án được 2 năm, rồi bị chết trong nhà tù của Cộng sản do xuất huyết não. Đó là Cộng sản Việt Nam đưa tin, chứ chúng ta không biết thật sự là anh chết vì bệnh gì. Đối với Cộng sản Việt Nam, chúng ta không có bao giờ tin được. Cộng sản Việt Nam lúc nào họ cũng nói á, họ đưa ra những cái tin đều có lợi cho họ. Họ không bao giờ nói là họ đánh đập tù nhân lương tâm mà tới chết. Nên á, họ nói gì thì mình thấy như vậy thôi, nhưng mà thật sự nó là như thế nào? Có khi nào cái sức khỏe của anh rất là yếu, cũng là người có bệnh, mà vì không trị, không được chăm sóc đàng hoàng, rồi nếu bị hành hạ nữa thì chết là chắc. Nếu mà những người nào đã ở tù Cộng sản trước năm 1975 có thể biết rất là rõ ràng. Pha được nghe nhiều anh Việt Nam Cộng Hòa đã ở tù Cộng sản, họ gọi cái danh từ là đi trại cải tạo đó. Đó là cái mà họ cũng gian dối và phải nói là mị dân. Thì bây giờ chúng ta thấy từ từ đó, thì những anh ở trong tù nếu mà sức khỏe không tốt, không ai chăm sóc y tế đàng hoàng, nếu chúng ta không giải cứu các anh chị trong tù ra, thì càng nhiều Cộng sản Việt Nam cứ đem bắt những người họ hay nói là phản động, chống cộng, chống hoặc quốc gia hay là chống trung cộng gì đó, thì họ cứ đem nhốt, Cộng sản Việt Nam cứ đem nhốt vào, càng lúc càng nhiều, mà cả quốc tế còn lên án nữa. Mà chúng ta muốn cứu được các anh đó, chúng ta phải giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam mới cứu được. Còn nếu không, chúng ta không cứu được. Chúng ta dầu có ra cầm cờ xuống đường biểu tình thì họ cũng dập tắt hết cái ngòi đó, và quốc tế cũng không can thiệp. Quốc tế lo rất là nhiều chuyện cho thế giới, chứ không phải là nước Việt Nam có vài người hay vài trăm tù nhân lương tâm thì quốc tế chạy vô. Chúng ta làm cái gì chúng ta cũng phải có, nó có cái lực và nó có cái cách. Tại sao rất là nhiều anh chị tù nhân lương tâm mà Liên Hiệp Quốc không cứu được, và cả Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời hiện giờ cũng không cứu được, là tại vì những anh chị tù nhân lương tâm đó không phải là công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Nếu mà công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa thì Cộng sản không có dám động tới, và nếu mà có bắt nhốt cũng không dám để cho các anh lâm vào cái cảnh bạo bệnh hay là sức khỏe kém rồi chết. Anh chị em có biết là tù ở hải ngoại này, tức là tù ở nước tự do đó, khi mà có bệnh là họ cấp tốc chở vào bệnh viện trị liền. Tuy rằng những người tù đó đó là họ mang cái tội thiệt, thì sẽ có cảnh sát đi theo để mà canh giữ ở bệnh viện, nhưng mà họ được chăm sóc đàng hoàng y như những người bình thường, chứ không phải là chết hay là trong tù, hay là để mà bệnh nặng đến nỗi mà
mòn mỏi rồi chết lần chết mòn trong tù. Cái xứ tự do đó, người ta có luật lệ đàng hoàng. Còn đối với tàu thuyền cộng sản Việt Nam, chết người nào họ không quan tâm. Bệnh thì chết thì kệ, họ đánh đập chết thì kệ, và họ kêu án 14, 15 năm tù cũng kệ, họ không quan tâm. Cái đó là cái mà hiện nay đất nước Việt Nam của chúng ta mắc phải. Nếu ai lên tiếng chống Trung Cộng thì cũng bị bắt nhốt. Ai lên tiếng đòi nhân quyền tự do cũng bị bắt. Ai xuống đường cũng bị bắt. Hầu như là miễn nói tới nhà cầm quyền là bị bắt hết, nhốt hết. Có những em rất là trẻ, có tấm lòng yêu nước, lên tiếng nói thì lại bị bắt, kêu án mười mấy năm tù. Nhưng mà dầu sao thì các anh là những người có tấm lòng yêu nước, biết dám can đảm nói lên tiếng nói của mình, biết là sẽ bị bắt, sẽ tù tội, sẽ đánh, sẽ bị giết. Nhưng mà cái đó là cái tinh thần yêu nước của người Việt Nam của chúng ta. Thì chúng ta cũng phải nói là rất là trân trọng, trân quý những tấm lòng đó. Mà cái cấp bách hiện nay bây giờ, chúng ta phải giải cứu tất cả những tù nhân lương tâm, những anh chị đang còn ở trong trại tù cộng sản, bằng cách là chúng ta phải đoàn kết lại cùng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa do Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo, thì chúng ta sẽ giải thể được chế độ Cộng sản Việt Nam. Không còn Cộng sản Việt Nam thì tù nhân của Cộng sản làm gì còn. Khi mà Tổng thống Đào Minh Quân trở về nước, lập tức sẽ thả hết các anh chị tù nhân lương tâm đó ra. Tại vì các anh chị đó không có tội. Các anh chị đó mình còn phải trân quý, và mình còn phải cảm ơn những tấm lòng yêu nước dám can đảm, dám nói lên tiếng nói của mình, dám thấy bất công, dám đòi nhân quyền tự do cho Việt Nam. Đó là những tấm lòng yêu nước rất là cao quý. Nếu tất cả đồng bào Việt Nam, anh chị em của chúng ta khắp nơi trên thế giới, nếu muốn giải cứu tất cả mấy trăm anh chị tù nhân lương tâm đó, thì chúng ta phải đoàn kết thành một khối. Hiện nay chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời kêu gọi toàn dân tham gia trưng cầu dân ý để nói lên tiếng nói của mình là chúng tôi không muốn sống với Cộng sản nữa, chúng tôi muốn giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam. Thì Tổng thống Đào Minh Quân sẽ đại diện cho toàn dân Việt Nam của chúng ta nói chuyện cùng Liên Hiệp Quốc, cùng quốc tế để giải thể cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Nếu như Cộng sản Việt Nam không bàn giao chính quyền thì Tổng thống Đào Minh Quân và Liên Hiệp Quốc, Mỹ, 27 nước sẽ giải giới Cộng sản Việt Nam, tức là tước hết vũ khí. Chúng ta có đồng minh đang ở Biển Đông, tất cả đồng minh, những chiến hạm đang ở Biển Đông và cảng Cam Ranh, tất cả những đồng minh đó là bảo vệ chúng ta. Lúc cần thiết thì chúng ta sẽ hành động. Còn người dân Việt Nam của chúng ta làm một chuyện rất là nhẹ nhàng, đó là trưng cầu dân ý. Như Khoa đã từng nói, Tổng thống Đào Minh Quân không muốn làm khổ dân, mà không muốn làm khổ dân nên kêu dân, kêu đồng bào của mình tham gia trưng cầu dân ý. Đó là một chuyện nhẹ nhàng, không mất nhiều thời gian, mà chúng ta có thể giải thể được chế độ Cộng sản Việt Nam, để giải cứu tất cả anh chị em tù nhân lương tâm ở trong tù ra. Đó là một việc làm mà chúng ta cần nhất thiết và cấp bách là chúng ta phải làm. Nếu chúng ta không muốn chứng kiến thêm nhiều anh chị tù nhân lương tâm chết lần chết mòn, nếu các anh các chị đó có những cái chứng bệnh nặng hay là những cái bệnh mà có thể chết bất cứ lúc nào, Cộng sản Việt Nam không có đem đi trị bệnh cho các anh các chị đó, thì các anh các chị đó không có thoát khỏi cái chết. Đó là một điều thảm thương và tội nhất, phải nói là rất là tội nghiệp những người tù nhân lương tâm, những anh chị đó. Vậy thì tất cả đồng bào anh chị em chúng ta có muốn giải cứu tất cả mấy trăm anh chị tù nhân lương tâm đó không, và giải cứu dân tộc Việt Nam của chúng ta thoát khỏi tay Tàu Cộng với Mật Nghị Thành Đô, đuổi tất cả Tàu Cộng trở về nước của họ và lấy lại chủ quyền biển đảo của chúng ta đã mất do Cộng sản Việt Nam đã dâng cho Tàu Cộng.
Vậy thì cái lá phiếu trưng cầu dân ý của tất cả đồng bào của chúng ta khắp nơi trên toàn thế giới có phải là một việc làm chỉ có 3 tới 5 phút mà chúng ta làm được một chuyện rất là to lớn hay không? Nếu chúng ta cộng lại giải cứu tù nhân lương tâm, giải cứu đồng bào chúng ta thoát khỏi cảnh nghèo đói, khỏi ách thống trị kèm cạp của Cộng sản Việt Nam, chúng ta lấy lại chủ quyền biển đảo, đuổi Tàu Cộng ra khỏi đất nước Việt Nam và xóa hết nợ nần mà Cộng sản Việt Nam đã vay mượn của Tàu Cộng. Như vậy thì 3 tới 5 phút này qua cái lá phiếu trưng cầu dân ý này thì anh chị em nghĩ là anh chị em có nên làm hay không? Một chuyện nhỏ mà làm được mà có một sức mạnh rất là lớn, thay đổi vận mạng đất nước Việt Nam, thay đổi tất cả cuộc đời của những anh chị tù nhân lương tâm, thay đổi luôn cả hơn 90 triệu dân, tức là 90 triệu đồng bào của chúng ta có một đời sống mới, được tự do, rồi cho cả những thế hệ sau nữa, con cháu của chúng ta nhiều nhiều thế hệ sau nữa. Thì cái lá phiếu trưng cầu dân ý này nó rất là giá trị và nó quý giá, và nó có một cái sức mạnh vô biên. Và anh chị em cũng là đã đóng góp vào trong cái công cuộc mà cứu người giúp người và bảo vệ tổ quốc, tức là tổ quốc danh dự và trách nhiệm. Vậy thì tất cả đồng bào Việt Nam của chúng ta trong và ngoài nước có nên làm hay không? Nếu tất cả anh chị em đồng bào của mình muốn giải cứu các anh chị tù nhân lương tâm, cứu nước, bảo vệ tổ quốc, thì anh chị em hãy vào cái đường link trưng cầu dân ý, đó là www.trưngcầudânýchấm.us. Còn nếu mà muốn vào cái trang của chính phủ để biết thêm về Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những gì của chính phủ thì chúng ta vào www.chinhphuquocgia.com. Còn thêm một trang nữa thì chúng ta có thể vào đó trưng cầu dân ý, gia nhập vào chính phủ, xin nhà, xin việc làm thì và mời vào www.vietnamcộnghoa.com. Chính phủ này chính danh hợp pháp nên rất là mạnh mẽ kêu gọi trưng cầu dân ý, làm đúng luật quốc tế, là một chính phủ đã được thành lập năm 1991 là để đối đầu với cái mật nghị thành đô do Cộng sản Việt Nam đã ký với Tàu Cộng. Nên chính phủ này quyết tâm phải triệt hạ cho được chế độ Cộng sản Việt Nam để cứu tất cả người dân Việt Nam của chúng ta trong mọi hoàn cảnh, trong mọi cảnh khổ đau trong đất nước Việt Nam của chúng ta, và đưa đất nước Việt Nam của chúng ta như mình trước thế giới, văn minh, tiến bộ, đạo đức, nhân từ, như Tổng thống Đào Minh Quân có nói là trở lại thời Thượng Quân Thánh Đức. Thì mong rằng anh chị em hãy suy nghĩ như những gì Pha đã nói. Một lá phiếu 3 tới 5 phút là một sức mạnh vô biên, bảo vệ tổ quốc, cứu người, giúp người và thay đổi cả cuộc đời của anh chị em nữa. Thì anh chị em có nên làm hay không? Chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta phải cứu giúp người Việt Nam. Đất nước Việt Nam là của chúng ta. Chúng ta muốn bảo vệ đất nước cũng do chúng ta, và chúng ta muốn cứu đất nước cũng do chúng ta, chứ không ai cứu được. Đồng minh Liên Hiệp Quốc là người họ, là những nước đã họ hỗ trợ chúng ta, nhưng mà chúng ta ngồi im thinh thích ở đó. Chúng ta ngồi đó không có lý do nào mà họ lại cứu mình được. Người ta lại, người ta lôi mình lên mà mình cũng ì đó, mình không chịu đi, cũng không chịu đứng dậy. Thì ai cứu mình đây? Chỉ có mình mới cứu được mình mà thôi. Đó là một câu rất là ngắn và dễ dàng. Đó là theo những cái gì mà Pha thấy, Pha rất là nghe kể những người trong tù từ thời Việt Nam Cộng Hòa cho đến hôm nay. Thì mình thấy các anh chị đó rất là gan dạ,
Chứ đối với Pha đó, Pha sống trong lòng địch chưa chắc là Pha có gan dạ giống như vậy. Trước nhất là chúng ta thấy cảnh tù tội và chết trước mắt của chúng ta, mà chúng ta thấy là chúng ta không cứu được đất nước, cũng không lật đổ được Cộng sản Việt Nam. Mà các anh chị đó biết là không làm được, nhưng mà giàu sao vẫn có tiếng nói hơn là không có. Thì bây giờ các anh đã bị lâm vào hoàn cảnh đó, thì chúng ta phải giải cứu các anh bằng lá phiếu trưng cầu dân ý của toàn dân Việt Nam của chúng ta, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Đào Minh Quân. Tổng thống Đào Minh Quân sẽ giải cứu tất cả anh chị em tù nhân lương tâm khi chính phủ để tam Việt Nam có mặt trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Dạ, thì bây giờ Pha xin ngưng để chị Kim, dạ chị Kim nói tiếp. Nếu Pha phải dành nói này rồi chút nữa còn cái thông báo nữa. Dạ, thì đọc những cái thông báo của Tổng thống. Bây giờ trước khi đọc tiếp thông báo thì Kim cho quý được nó cỡ nhiêu nè để em nói. Cho quý cô dì chú bác xem cái hình này, nó rất là nhỏ tại trên điện thoại Kim thôi, nhưng mà Kim cho xem rồi Kim mới giải thích ở trong cái hình này nó có cái gì. Kim thấy trong cái hình nhỏ. Xin lỗi, bên này có không vậy? Bên này có không? Biết bên chị có không? Kiếm lại nó chạy đi đâu rồi để Kim kiếm trở lại. À, đây nè. Thì ở trong cái hình này nó có hai phần. Phần phía trên á là một cái đứa nhỏ, nó nhỏ xíu đây à. Một cái đứa nhỏ nó đang đi tơn tơn ở trên đường á, rồi một người đàn ông đứng gần nó, rồi chiếc xe thì nó đang ve. Thì cái chiếc xe nó đang ve đương nhiên là nó không có thấy đứa nhỏ rồi, nhưng mà cái ông này nè, cái ông này đang thấy đứa nhỏ, nhưng mà ông nó tỉnh bơ à, rồi để chiếc xe đó ve và nó cán đứa nhỏ đó. Kim thấy một cái hình nó nằm phía trên này á, nó là một cái hình ảnh đó. Bây giờ khúc dưới của cái hình này á là cũng một chiếc xe nó đang ve, mà một cái con chó con nó chạy băng ngang chiếc xe đang ve đó. Thì có một cái con chó lớn nó chạy nhanh, thật là nhanh, nó tới nó ủi con chó con văng đi chỗ khác để cho chiếc xe nó ve không có cán. Thì trong cái hình này Kim nhìn cái hình này Kim cảm thấy rất là đau lòng. Con người tại sao mà lại thờ ơ với con người như vậy? Trong khi con thú á, nó còn biết cứu đồng loại của nó. Cho nên cái hình này á, Kim cũng cảm ơn ai đưa vào trong cái Facebook của Kim. Tự nhiên nó nhảy vô trong Facebook. Cho nên là Kim thấy rất là hay, và Kim cho cô dì chú bác, quý anh chị em xem. Nó nhỏ nhưng mà Kim giải thích cái nội dung ở trong cái hình này nó như thế đó. Thì cho nên á, trong cái hình này Kim muốn kêu gọi những người Việt Nam của chúng ta, nếu ai còn lương tâm và những ai mà đã trưng cầu dân ý rồi thì cố gắng kêu gọi những người dân đồng bào của chúng ta hãy nên tiếp tay với nhau. Tại vì Ngài Tổng thống Đào Minh Quân đang mở rộng vòng tay để đưa tình yêu thương đến cho người dân Việt Nam. Nhưng những người dân Việt Nam đừng nên thờ ơ, tại vì trong tương lai Ngài sẽ đem thời Thượng Nguyên Thánh Đức về cho nước Việt Nam của chúng ta, và tình yêu thương sẽ trang trải khắp nơi trong đất nước của chúng ta. Thì như vậy quý cô dì chú bác, quý anh chị em xem coi chúng ta có thích hay là không. Chúng ta muốn sống ở trong một cái cảnh mà giống như một cái địa ngục và mọi người đều không thương yêu nhau, hay là chúng ta muốn sống trong một cảnh mỗi người dân, một con người thương yêu con người. Cho nên Ngài đã cố gắng hết sức, và Ngài đã dùng tất cả mọi sức lực của Ngài, tâm huyết của Ngài để cố gắng cứu lấy dân tộc Việt Nam của chúng ta. Mà nếu mỗi một người dân không để lương tâm của chúng ta đặt lên trên thì cuối cùng chúng ta bị diệt vong. Thì thật sự là cái người mà đau lòng nhất là Ngài Tổng thống Đào Minh Quân, là tại vì Ngài bỏ hết công sức của Ngài để cứu lấy dân tộc Việt Nam, nhưng chính dân tộc Việt Nam mỗi người không cứu với nhau thì làm sao mà Ngài cứu nổi. Tại vì trong mấy lần livestream kỳ trước Kim có nói là Phật đang cứu chúng sanh chi khổ, bất năng giải chúng sanh chi nghiệp, là như vậy đó. Tại vì Phật thì muốn cứu chúng sanh, nhưng mà chúng sanh tự không muốn giải nghiệp của chúng ta thì làm sao chúng ta hết khổ được. Cho nên ở đây Kim kêu gọi những người dân Việt Nam, ai còn chút lương tri, ai còn chút lương tâm, nên nói với nhau là mỗi người chúng ta nên góp một lá phiếu trưng cầu dân ý để đem đất nước Việt Nam chúng ta về sống trong tự do, no ấm và hạnh phúc, giàu có nữa đó. Tại vì tương lai đất nước Việt Nam của chúng ta ngoài thềm lục địa thì có cái mỏ dầu rất là lớn,
lớn gấp 72 lần Kuwait. Cho nên á, rồi thêm ngài Tổng thống Đào Minh Quân đã làm cái đơn kiện Tàu Cộng gây tang thương chết chóc cho dân tộc chúng ta, và ngài đã nộp đơn lên tòa án Liên Hiệp Quốc ICC để nhờ tòa án Liên Hiệp Quốc sẽ giải quyết cái vấn đề mà Tàu Cộng đã vào đem Hồ Chí Minh vào xâm lược đất nước chúng ta và gây biết bao nhiêu tang thương chết chóc, thì những cái sự chết chóc đó phải được đền bù. Và khi đất nước Việt Nam chúng ta được đền bù thì chúng ta sẽ có những nguồn lợi để xây dựng đất nước, và nó sẽ tiến lên rất là nhanh so với các nước cường quốc trên thế giới. Cho nên tương lai rất là rộng mở và tương lai rất là huy hoàng, nhưng chỉ còn chờ mỗi một người dân một lá phiếu. Chúng ta tất cả đều đồng lòng, trên 18 tuổi đều mỗi người một lá phiếu trưng cầu dân ý, thì bảo đảm khi có con số trưng cầu dân ý tăng quá nhiều thì đó là một cái động lực mạnh nhất mà ngài Tổng thống Đào Minh Quân sẽ đem cái danh sách đó, hồ sơ đó để đem lên Liên Hợp Quốc và nói với Liên Hợp Quốc rằng đây nè, dân Việt Nam của chúng tôi nè, tất cả không ai muốn sống trong chế độ cộng sản hết. Đó là sự chứng minh rất là hùng hồn, rất là mạnh mẽ. Cho nên Kim ở đây, Kim muốn kêu gọi tất cả những người dân chúng ta hãy đem lương tri mình để lên trên. Mình là người Việt và mình là con người thì mình phải thương yêu đồng loại của mình, ngay cả những con thú mà nó còn biết thương yêu đồng loại của nó. Tại sao mình là con người? Con người là một cái động vật cấp cao nhất, mà chúng ta có một cái bộ não. Cái bộ não đó sẽ giúp cho thế giới được phát triển ngày một mạnh thêm. Thì quý vị, quý cô dì chú bác, anh chị em có thấy hay không, trong ở nước Việt Nam, ngay cả bây giờ cộng sản còn ở trong nước Việt Nam, nhưng mà thế giới tự do để nhất cường quốc Hoa Kỳ đã vào nước Việt Nam và giúp cho dân Việt Nam mỗi người có được một cái sản phẩm, mà cái sản phẩm là như thế này nè, là có phải là của đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ đã chế tạo ra hay không? Đó là do những bộ não con người rất là thông minh, trí tuệ siêu việt. Thì như vậy á, nếu mà chúng ta không tự giúp chúng ta để đất nước chúng ta càng ngày càng tiến bộ thêm, thì như vậy nếu mà trong tương lai chúng ta không có đem tự do về cho đất nước chúng ta, thì Tàu Cộng sẽ vào chiếm đất nước Việt Nam chúng ta. Liệu chúng ta còn những cái sản phẩm này để chúng ta xài nữa không quý vị? Không bao giờ có đâu. Tại vì dân Việt Nam bị Tàu tiêu diệt hết rồi, thì làm sao có những cái sản phẩm, thành phẩm của những bộ óc thông minh, trí tuệ của người ở tự do mà đưa vào. Thì chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ càng chín chắn để chúng ta biết chúng ta phải nên làm gì. Thì cho nên Kim kêu gọi chúng ta phải cố gắng mỗi người một lá phiếu, mỗi người trên 18 tuổi, mỗi người nên điền vào trong cái điện thoại thông minh như thế này. Chúng ta bấm vào, vô Google chúng ta bấm 3 chữ www.trưngcầudânýviếttắt.com, bao nhiêu đó thôi, chúng ta nhấn vào thì chúng ta sẽ thấy được 4 chữ trưng cầu dân ý bằng chữ in viết tắt. Chúng ta nhấn tiếp vào 4 chữ đó và sẽ hiện lên cho chúng ta thấy một cái lá phiếu trưng cầu dân ý. Trong đó chúng ta có hai thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Anh. Thì chúng ta không đọc được tiếng Anh thì chúng ta đọc được tiếng Việt. Và chúng ta sẽ điền. Dạ, thì cái trưng cầu dân ý đây nè, là cái phiếu trưng cầu dân ý. Hiện bây giờ cái số phiếu trưng cầu dân ý để coi. 66690. Thì 1169023. Rồi chị cứ nói đi. Đó thì chúng ta điền họ của chúng ta, rồi chữ lót, rồi tên, ngày tháng năm sinh. Ngày tháng năm sinh thì chúng ta ghi hai chữ số. Thí dụ ngày năm Tây chúng ta ghi 05. Ví dụ như tháng 7 chúng ta ghi 07, và năm 1980 thì chúng ta ghi 1980. Ghi đủ chữ số như vậy thì khi chúng ta nhấn đi cái lá phiếu nó mới đi, chứ không thôi là nó không đi, tại vì không có hợp lệ. Và sau đó đây thì là cái đường chúng ta điền chúng ta bấm vào địa chỉ của chúng ta vào, đó là lá phiếu trưng cầu dân ý đó quý vị. Kim nhắc đi nhắc lại hoài, mỗi một lần Kim và chị Pha lên livestream thì nhắc đi nhắc lại để cho mỗi một người dân chúng ta, ai vào cái clip nào của Kim và chị Pha cũng đều biết được cách trưng cầu dân ý. Chỉ cần chúng ta bấm vào Google tìm www.trưngcầudânýviếttắt.us
Thì nó sẽ có cái trang này để chúng ta điền. Chúng ta điền tất cả những cái chấm qua thị màu đỏ thì chúng ta điền xong gửi đi thì nó có cái mã số căn cước. Và chị Kim nói tiếp. Rồi chúng ta phải điền vào địa chỉ. Địa chỉ chúng ta là trong đó có địa số phone hay là địa chỉ email hay là Facebook thì chúng ta điền vào. Và chúng ta cái phần trả lời thì chúng ta có đồng ý ủng hộ cho Ngài Tổng thống Đào Minh Quân đem Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về với đất nước tự do, đất nước Việt Nam, lấy lại đất tổ không làm khổ dân hay không. Thì chúng ta ủng hộ thì chúng ta nhấn vào chữ có. Và chúng ta có tham gia vào Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa hay không, thì để cho chúng ta giúp đất nước nó mau hồi phục, mau hồi sinh. Tại vì đất nước Việt Nam của chúng ta bây giờ quá tệ rồi. Môi trường thì độc hại, thức ăn cũng độc hại, tất cả những cái gì đều con người thì đói khổ, lang thang. Cho nên là Ngài sẽ về, Ngài Tổng thống Đào Minh Quân sẽ về xây dựng lại. Mà cái lực lượng người dân Việt Nam của chúng ta nên tiếp với Ngài để xây dựng đất nước. Tại vì một mình mà Ngài thì không có thể mà làm xuể tất cả những công việc của đất nước, thì chúng ta phải góp phần vào. Khi chúng ta tham gia vào thì khi Ngài Tổng thống Đào Minh Quân về đất nước Việt Nam thì lúc đó chúng ta đã kiện tàu cộng được, thì chúng ta sẽ có lãnh được lương. Và cái đồng lương đó là sẽ giúp cho các anh chị em ai mà đã tham gia chính phủ thì đồng lương đó không có tệ đâu nha quý vị. Bảo đảm đời sống của chúng ta được no ấm. Và phần thứ ba là những lời chúng ta đã khai vào trong cái lá phiếu trưng cầu dân ý thì đó là sự thật. Thì chúng ta nhấn vào chữ có. Tại vì chúng ta phải cho chi tiết cá nhân của chúng ta là đúng sự thật. Thì ở đây có nhiều người, người ta nói là nếu mà điền như vậy thì chính phủ sẽ biết tên tuổi của mình hết. Rồi sao quý vị? Khi biết tên tuổi của mình rồi hết rồi sao? Bây giờ thì Kim nói như trường hợp của Kim vậy nè. Lúc trước thì Kim theo dõi, Kim đã tin tưởng chính phủ là Ngài Tổng thống Đào Minh Quân sẽ cứu đất nước Việt Nam. Và cái link trưng cầu dân ý đầu tiên á thì thật sự là Kim cũng chưa có làm. Là tại sao? Kim cũng sợ là chi tiết cá nhân của mình không biết người gian có vào đó để lấy hay không. Nhưng mà sau khi mà Kim theo dõi kỹ rồi á thì đúng là thật sự trang đó là của chính phủ. Cho nên Kim sẵn sàng cho chi tiết cá nhân của mình. Tại vì đó, bây giờ quý vị nghĩ xem, cái chi tiết cá nhân của mình đặt tin tưởng thì mình cho hết vào để cứu người dân Việt Nam. Chứ bây giờ mình cứ ngờ ngợ. Mà ở đây Kim đã nói là đây là một cái link của chính phủ rất là an toàn và rất là uy tín. Điển hình là Kim và chị Pha đã làm rồi. Đó, cho nên là rất là an toàn, rất là uy tín. Thì quý cô dì chú bác anh chị em nên đặt hết niềm tin. Tại vì Ngài Tổng thống Đào Minh Quân và cùng một số kỹ sư tài giỏi để mà làm ra cái link trưng cầu dân ý đó, thì cho nên là rất là an toàn. Là trang của chính phủ. Những kỹ sư đó trình độ rất là cao và làm rất là an toàn. Trong mấy năm qua rồi, Cộng sản có biết được là trong đó có ai làm trưng cầu dân ý hay không quý vị? Cho nên người dân Việt Nam ai mà đã trưng cầu dân ý rồi thì cũng nên nói với những người khác, để người thân quen với mình, để tiếp tục trưng cầu dân ý và cho Ngài đem tự do no ấm về cho đất nước Việt Nam. Ở đây chúng ta là con người thì chúng ta phải thương yêu đồng loại chúng ta, chứ chúng ta đừng sống riêng lẻ và coi những người thân, những người đồng bào của chúng ta không có thương yêu đồng loại. Thì như vậy đất nước tự do ở ngoài, người ta nhìn vào người ta sẽ thấy rằng cái người dân Việt Nam là họ chia rẽ, không có thương với nhau. Cho nên họ có giúp hay không quý vị, trước tiên là chúng ta phải tự giúp bản thân của chúng ta, rồi người nước ngoài người ta nhìn vào người ta mới giúp chúng ta được. Chứ chúng ta cứ chia rẽ với nhau. Lần trước thì Kim có kể cái câu chuyện mà một người mẹ mà hai đứa con mà đấm chân cho người mẹ đó. Chính phủ quốc gia bây giờ Pha sẽ đi qua cái trang Việt Nam Cộng Hòa, chị nói đi. Thì nếu mà chúng ta không thương yêu nhau á, thì cuối cùng là mẹ Việt Nam sẽ chết. Và như vậy á, là chúng ta có còn tồn tại nữa hay không? Cho nên á, nếu chúng ta thương yêu nhau, đoàn kết với nhau, thì chúng ta, cái dân tộc chúng ta còn trường tồn. Còn nếu chúng ta không thương yêu với nhau
và chúng ta chia rẽ nhau thì cuối cùng cả một dân tộc chúng ta sẽ bị diệt vong. Cho nên Kim mong rằng những người dân Việt Nam nên nghĩ xa, đừng có nghĩ bằng cái quyền lợi cá nhân của mình hiện tại mà quên đi cái quyền lợi lâu dài của đất nước của chúng ta. Cho nên Kim mong mỏi người dân Việt Nam nên sáng suốt lên, mặc dù là bây giờ ở trong chế độ Cộng sản Việt Nam là họ đàn áp, họ khủng bố, làm cho người dân phải sợ. Nhưng ngài Tổng thống Đào Minh Quân đã cho một cái sách lược là trưng cầu dân ý rất là an toàn, thì chúng ta ở đâu chúng ta cũng có thể trưng cầu dân ý được, và chỉ cần 5 phút thôi. Và khi chúng ta gửi đi thì tất cả đều xóa hết ở trong cái điện thoại chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có lo, mà ai mà đã trưng cầu dân ý rồi mà mình cảm thấy mình được an toàn rồi thì nên giúp những người khác để trưng cầu dân ý, giúp âm thầm, cho chúng ta đừng có nói lên cho người này người kia nghe, thì cuối cùng chúng ta bị lộ rồi họ đến họ mời, thì chúng ta hỏi tại sao mà họ mời chúng ta, đó là tại chúng ta không có im lặng. Chúng ta nên im lặng, tại vì ngài đã ra cái chính sách trưng cầu dân ý là rất là an toàn, thì chúng ta cũng theo y như đó mà làm trong im lặng. Những người chúng ta tin tưởng thì chúng ta nói với người đó và chỉ cho người ta cách làm thì nó an toàn, thì chúng ta sẽ cứu được người dân chúng ta, người thân chúng ta và nhân cả dân tộc của chúng ta nữa. Thì cái này là cái trang Việt Nam Cộng Hòa 63.com. Ở trong này thì có trưng cầu dân ý, gia nhập chính phủ, xin nhà, xin việc làm. Ba trang hồi nãy mà Pha đã đọc đó thì toàn là của chính phủ hết. Thì như chị Kim nói là trưng cầu dân ý rất là an toàn. Pha và chị Kim cũng đã làm. Pha đã làm là từ khi mà 2016 lần. Thì lúc đó là có... Một là chúng ta lên mạng, chúng ta đi vào cái đường link, chúng ta điền rồi chúng ta ký cái chữ ký lên đó. Và hai là chúng ta điện thoại. Thì Pha hồi đó Pha dùng cái cách là Pha vào trong cái đường link và Pha điền hết tên tuổi, địa chỉ của mình, rồi Pha ký tên, ký trên cái trang đó. Chúng ta có lấy cái tay là chúng ta có thể ký được. Nhưng mà có nhiều người thì không có biết xài như vậy. Mình ở hải ngoại thì mình biết, mình trưng cầu dân ý xong, mình trưng cầu dân ý cho ông xã mình, rồi mình những đứa con của mình đã viết thành một cái danh sách. Tại vì đó là có những cái đơn bằng tay nữa, thì mình in ra. Tại vì nhiều mấy đứa con nên đó, mình nghĩ là nguyên một cái trang đó đó thì mình in xuống để coi ai nữa, thì mình gửi nguyên một list qua cho Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Thì tất cả các con mình cũng viết vào đó tên tuổi, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, y như ở trong những cái bằng lái. Ở đây thì dùng bằng lái là cái chánh, chứ không dùng mà thẻ căn cước. Ở đây không có thẻ căn cước mà chỉ có cái hộ chiếu và cái bằng lái. Còn không á, chúng ta có cái thẻ của ngân hàng, chúng ta cũng đủ tiêu chuẩn để mà chúng ta nói lên bằng chứng là chúng ta là người này tên này. Thì tất cả là đã điền ở bên đó. Thì anh chị em thấy là Pha đã đi về Việt Nam rất là nhiều lần. Ba của Pha đã bệnh và chết cũng gần 3 năm. Thì trước đó Pha về rất là nhiều lần. Trong 22 tháng mà thời gian mà ba của mình bị bệnh, mình về 4 lần như vậy. Thì mình trước đó mình cũng đã về, mà anh chị em thấy là Pha đi về rất là an toàn, không ai biết. Tại vì chúng ta làm cái việc nghĩa, chúng ta cứ làm. Chúng ta có thể sợ thì chúng ta không cần nói. Còn chúng ta thấy ai có tấm lòng, ai mà nói với chúng ta là đất nước Việt Nam của chúng ta sắp bị mất, tôi sống không nổi với chế độ Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta hướng dẫn để trưng cầu dân ý. Mà Pha đã đi về là an toàn, ai biết Pha trưng cầu dân ý. Và Pha cũng đã vô lúc mà ba của Pha bệnh 22 tháng đó, Pha về 4 lần là Pha đã vào chính phủ rồi. Lúc đó là Pha chưa có ra mặt, tại vì Pha biết là ba của mình có thể mất bất cứ lúc nào. Nên Pha cũng muốn là để thuận lợi, để đi về, để mà đưa tiễn ông một lần cuối cùng. Rồi Pha mới trở về đây và Pha mới ra mặt lên live stream. Thì anh chị em thấy là
nó rất là an toàn. Lúc đó là Pha chỉ dùng bằng cái đường link thôi, chưa có phải là cái hệ thống trưng cầu dân ý này. Pha cũng chưa có cái số mã số căn cứ. Rồi sau đó, đó thì tổng thống thành lập ra cái này. Mà anh chị em biết nghiên cứu cái hệ thống trưng cầu dân ý này phải mất nhiều năm, dài năm, chứ không phải là tự nhiên người ta nghiên cứu qua vài tháng là làm được đâu. Cả một cái hệ thống mà có thể làm sao cho có đủ sức chứa khi mà tất cả đồng bào anh chị em vào đó điền trưng cầu dân ý cùng một lúc hàng loạt, làm sao nó không tắc nghẽn. Nó phải nhiều, có nhiều cái đường link và nó có nhiều cái ngã để những cái phiếu đó chạy vào đó. Giống như mình nghe thì mình cứ tưởng tượng giống y như là một cái hồ chứa vậy. Nó phải có đầy đủ cái dung lượng để mà tất cả đồng bào anh chị em tham gia trưng cầu dân ý vào đó. Nếu không có tắc nghẽn, còn nếu không rất nhiều thì nó tắc nghẽn. Và cái hệ thống trưng cầu dân ý này có thể dùng khi chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa trở về, thì chúng ta cũng dùng cái đó để mà bầu cử, lựa chọn một vị tổng thống nào. Nếu chúng ta có một cuộc tổng tuyển cử tại Việt Nam thì anh chị em thấy là đất nước Việt Nam của chúng ta hiện bây giờ chúng ta không được bầu cử, chúng ta không có quyền nói cái gì cả. Nói chung là chúng ta bị khóa cái miệng lại, chúng ta không có quyền làm người trong đất nước Việt Nam. Nếu chúng ta có quyền làm người thì chúng ta thấy Tàu Cộng nó đã chiếm biển đảo, thấy tất cả những gì mà Cộng sản Việt Nam làm thì chúng ta lên tiếng được. Mà tại sao có mấy trăm anh chị em tù nhân lương tâm lên tiếng được nhưng mà đều bị bắt nhốt hết? Còn có người đã bị chết, và chết khi là không biết tại sao bị chết nữa, và có khi chết bí mật nữa kìa. Đó là chúng ta đã bị giam cầm trong một cái ngục tù rất là lớn, giam hãm đất nước Việt Nam, giam hãm người dân Việt Nam của chúng ta trong cái đất nước của mình sinh ra. Họ là những người, Cộng sản Việt Nam là những người giàu cướp cái đất nước của mình, rồi bao dây giam hãm dân tộc của mình trong đó, và dân tộc của chúng ta chết lần mòn. Nếu ai không chết thì sớm muộn gì họ cũng dâng đất nước của mình cho Tàu Cộng, thì chúng ta cũng phải chết lần mòn trong cái sự cầm quyền của Tàu Cộng. Thì anh chị em thấy là anh chị em đang đứng trên cái bờ vực thẳm và cái chết cận kề, chứ đừng nói là anh tù nhân lương tâm đó. Ảnh thì ở trong cái ngục tù nhỏ, trong cái nhà tù nhỏ. Còn chúng ta, người Việt Nam là đang ở cái nhà tù lớn, cái nhà tù lớn khổng lồ. Mà tại sao chúng ta, nếu mà mình trừ những em nhỏ dưới 18 tuổi đi, thì chúng ta từ 18 tuổi trở lên chúng ta có khoảng 5-60 triệu người. Mà tại sao 50-60 triệu người này mà chúng ta lại bó tay trước hơn 4 triệu đảng viên Cộng sản Việt Nam? Và cái quốc hội của họ chỉ có 494 người, mà tại sao chúng ta có 50-60 triệu người là người đã trưởng thành, là người có thể nói lên tiếng nói của mình, mà chúng ta để cho họ giam cầm chúng ta? Chúng ta đông, lực lượng chúng ta đông như vậy, mà tại sao chúng ta phải sợ chỉ có 4-5 triệu người này? Thì anh chị em phải tự hỏi lại mình, tại sao như vậy? Là tại Cộng sản Việt Nam cướp miền Nam của chúng ta, họ nhồi sọ, họ nhồi nhét, họ láo khoét, họ tuyên truyền những giả dối mà chúng ta tưởng là thật. Chúng ta tưởng là một người có thể đem lại chúng ta ấm no hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã thấy 45 năm đã đủ cho người dân Việt Nam chúng ta sáng mắt, sáng lòng. Và phải nói là cái bằng á, phải nói là lòi mắt luôn chứ không phải sáng nữa. Đó là cái mà chúng ta phải nhìn thấy rõ. Chúng ta đông như vậy mà tại sao chúng ta phải để cho một số người ít tiểu nhân bị ổi ác độc như vậy, giam hãm hơn 90 triệu đồng bào của mình, tức là từ nhỏ cho tới lớn. Chúng ta phải đứng dậy, chúng ta phải dương lên, chúng ta phải nói lên quyền làm người của mình, và chúng ta phải lấy lại những gì chúng ta đã mất do Cộng sản Việt Nam đã gây ra. Chết chóc, tan thương, biển đảo, tất cả những gì mà họ làm chúng ta phải đòi lại hết. Nếu anh chị em muốn
đòi lại hết những thứ đó thì anh chị em phải cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đi Tam Việt Nam Cộng Hòa, vào chính phủ cũng được, trưng cầu dân ý cũng được, thì anh chị em sẽ đòi lại những gì mà người Việt Nam của chúng ta mất. Thì tất cả đất nước Việt Nam của chúng ta là do người dân chúng ta làm chủ. Chẳng qua chúng ta có tổng thống, thì tổng thống là một người điều hành đất nước cho chúng ta, điều hành ngân sách, vận động quốc tế, làm ăn với quốc tế. Tất cả là chúng ta phải có một người lãnh đạo. Mà chúng ta có một người lãnh đạo thông minh, tài giỏi, trí tuệ, có đầy lòng nhân ái, có đạo đức, có tình người, thì chắc chắn đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ phồn thịnh, sẽ trường tồn. Chúng ta sống trong một đất nước có đầy tình thương yêu. Chúng ta đi đâu, chúng ta tươi cười, chúng ta mạnh dạn làm ăn, chúng ta mạnh mẽ, phát huy tài năng. Thì anh chị em nghĩ là đất nước đó có giàu mạnh hay không? Chắc chắn sẽ giàu mạnh. Tại sao nước Mỹ tổng thống Donald Trump đã lên, từ ngày ông nhậm chức 2017 cho đến nay, mà nước Mỹ mức thất nghiệp thấp nhất và người dân Mỹ có một cuộc sống phồn thịnh, một cuộc sống mà hơn hồi thời tổng thống Obama? Đó là giấy tờ lãnh đạo của một người tổng thống. Chúng ta chỉ cần một người lãnh đạo tài giỏi, thông minh, đầy trí tuệ, đầy tình người là chúng ta sẽ thành công. Còn nếu như chúng ta để những người cầm quyền mà họ chỉ lo cái quyền lợi của họ, họ không lo tới người dân, họ không lo tới đất nước, thì anh chị em sẽ từ từ xuống cái vực thâu sâu đó, và anh chị em cũng chết vì họ đã đè và họ kìm hãm và họ giam giữ chúng ta, mà chúng ta tương lai chúng ta đen tối như một cái ngục tù tăm tối. Mà nếu chúng ta không có nhìn thấy cái đó thì cái đó là cái thiệt thòi của anh chị em. Tổng thống Đào Minh Quân thấy những cảnh đó, biết đất nước của chúng ta sẽ bị mất, đồng bào của chúng ta sẽ đau khổ và chết lần chết mòn, nên tổng thống phải dùng hết cái trí tuệ của mình, cái thông minh của mình, cái nhẫn nhục, cái hy sinh, cái cách nào để làm để cứu lấy đồng bào của chúng ta. Mà có người muốn cứu mà chúng ta không muốn sống là chúng ta không muốn tự do. Thì như vậy thì anh chị em có phải là anh chị em cũng giống như những người mà bị nhốt xong rồi bất lực? Tại sao chúng ta phải bất lực? Tổng thống Đào Minh Quân sau 30 tháng 4 bị mất miền Nam, tổng thống cũng là người bị Cộng sản Việt Nam bắt và cầm tù 4 năm ở trại tù U Giam Mật. Trong cái quá trình đó mà tại sao tổng thống cũng phải vượt ngục? Tại vì tổng thống phải cứu những người khác nữa. Tức là tổng thống nghĩ rằng chúng ta, tổng thống ra khỏi cái ngục tù đó, tổng thống có thể đi cứu những người khác, chứ không chết lần chết mòn trong cái tại trụ đó. Thì bây giờ người dân Việt Nam của chúng ta lấy cái đó là một bài học. Tổng thống ra khỏi tù, hiện bây giờ tổng thống cứu dân tộc Việt Nam của chúng ta, thì bây giờ chúng ta cũng vậy. Chúng ta hãy vượt ra khỏi cái ngục tù cộng sản đó mà họ giam 90 triệu dân của chúng ta. Chúng ta phải vượt ra khỏi cái đó để chúng ta cứu nhiều thế hệ sau nữa, con cháu của chúng ta trường tồn mãi mãi, nhiều đời kế tiếp nữa, chứ không phải chỉ cứu một mình chúng ta. Cái đó là cái mà chúng ta cần phải làm và chúng ta nên làm. Chúng ta có lợi, chúng ta không có hại gì cả. Đừng nói là trưng cầu dân ý, lấy chi tiết bán cho Cộng sản Việt Nam. Tổng thống không cần những thứ đó. Nếu muốn để cho dân tộc Việt Nam và muốn hại dân tộc Việt Nam chết lần mò thì tổng thống không cần phải cứu. Để vậy thì tất cả đồng bào chị em chúng ta chết lần mòn. Nếu chúng ta không vì bạo bệnh, chúng ta không vì trúng độc, chúng ta nghèo đói, chúng ta chết lần lần thì chúng ta chết hết, đâu cần phải hại. Anh chị em nghĩ có đúng không? Cứu người nó quan trọng, chứ còn để hại người, giết người thì rất là dễ dàng. Tổng thống chỉ cần để nguyên đất nước Việt Nam cho Cộng sản Việt Nam,
nó cầm quyền thì chúng ta từ từ chết lần chết mòn, xong rồi dân nước của mình cho Tàu Cộng luôn. Tổng thống cứu để làm gì? Chúng ta cứu là chúng ta muốn đem lại cái nền tự do. Cứu là để cho người dân chúng ta thoát khỏi cảnh nghèo đói, kìm kẹp. Còn nếu muốn hại thì không cần phải làm. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta thấy, nghĩ là cái tên tuổi địa chỉ của chúng ta nó quý giá, nó quý bằng mạng người hay không? Mạng người mới quý. Địa chỉ chúng ta có thể dời đổi. Ngày tháng năm sinh của chúng ta sinh ra, chúng ta trưng cầu dân ý, chúng ta không bấm cái ngày tháng năm sinh thật của chúng ta vô trong đó, thì làm sao chúng ta có được cái thẻ căn cước của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa? Chúng ta không phải người thật thì chúng ta làm gì có được cái thật? Cái đó là cái mà chúng ta thấy là một chính phủ, là Áo Đàm một chính phủ, thì phải biết người dân của mình ngày tháng năm sinh có thật hay không, rồi mới cấp cái thẻ căn cước. Nếu chúng ta còn sống mà chúng ta nghi ngờ đã một chính phủ chính danh hợp pháp từ năm 1990 đến giờ, theo cái lộ trình 20-30 năm nay làm cái gì cũng trưng bày cho đồng bào, đầy cả trên mạng truyền thông, đầy cả trên mấy cái website. Chính phủ này đâu có giả, đâu cần phải giấu. Di thật là cộng, anh chị em có thấy hiện bây giờ Pha đang like trong cái trang Di thật là cộng hay không? Đã nói Di thật là cộng thì cái gì cũng thật, không cái gì giả. Tổng thống là người Việt Nam chứ không phải người Tàu giống như Hồ Chí Minh. Tổng thống là người chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, có gia đình, có vợ con, có lý lịch, ông bà, tổ tiên, hạng hồ. Không phải là người Tàu như Cộng sản Việt Nam mà đem Hồ Chí Minh vô bịa đặt là người Việt Nam. Thì đâu cần phải giấu và cũng đâu cần phải gian dối. Pha nhắc lại, nếu Tổng thống Đào Minh Quân muốn hại dân tộc Việt Nam thì để như vậy, dân tộc mình sẽ chết từ từ, không cần phải cứu. Thì anh chị em hãy nghĩ cái câu đó có đúng hay không? Đừng nói là chúng ta coi chúng ta trọng. Biết ba 90 triệu đồng bào của mình, cả tất cả 90 triệu đó, 90 triệu tánh mạng đó đều quan trọng như nhau. Vì Pha thấy được cái quan trọng đó đó mà Pha và chị Kim không có sợ mất thời gian, cũng không sợ anh chị em nào chửi cả. Bị chửi nhiều rồi nên không có lo. Anh chị em có quyền chửi, cái đó là cái quyền của anh chị em. Anh chị em biết bao nhiêu người cũng chửi tổng thống, cái đó cũng là quyền anh chị em. Việc chúng tôi làm đúng thì chúng tôi cứ làm. Thời gian sẽ trả lời rất là rõ ràng. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Ai thật, ai giả, ai gian, ai dối đều sẽ lộ nguyên hình. Anh chị em đừng lo vụ đó. Chúng ta có cái cao tâm thiện, chúng ta có cái tấm lòng muốn cứu người giúp người thì chúng ta cứ làm. Chúng ta không có cái tâm đó thì chúng ta mới nghĩ người khác gian á. Pha thấy Tổng thống Đào Minh Quân muốn cứu giúp đồng bào, đó là một cái tình thương vô bờ bến, thì Pha với chị Kim cũng có tấm lòng đó, cũng muốn giúp một tay để đẩy mạnh cái tiến trình giải thể Cộng sản Việt Nam nhanh hơn, nhanh được một ngày, đồng bào của mình bớt khổ một ngày. Mình cứ cứu người, giúp người, cái tâm đó mình vững một cái, những cái tâm yêu thương người, giúp người, cứu người, thì chúng ta cứ mạnh dạn mà làm. Dầu ai chửi, dầu ai nói gì cũng kệ họ. Mình chỉ mục đích cứu người mà thôi. Đó là cái mà những gì mà Pha chia sẻ cho tất cả đồng bào anh chị em. Thì bây giờ Pha sẽ nhờ chị Kim đọc những cái thông báo kế tiếp. Tại vì một cái thông báo giải thích nó dài, bây giờ chúng ta sẽ đọc một cái thông báo này, cái hồi nãy thì một cái, còn cái này á là cái kế, cái này là có trước thì cái này thì không có gì, cái này là của quốc hội gì này. Thì cái này gửi đến cho tất cả anh chị em thấy là tổng thống này đang cứu người giúp người và cái tiến trình là của chính phủ này như thế nào. Dạ thì mời chị Kim. Kim xin đọc
cái thông báo này họp Quốc hội Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, văn phòng thường trực, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Thông báo họp Quốc hội Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa khóa 1, ngày 9 tháng 12 năm 2019. Kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, niềm tin của đồng bào vào thế chính nghĩa quốc gia dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Đào Minh Quân ngày càng thêm vững chắc, giúp cho phiếu trưng cầu dân ý gia tăng mạnh mẽ, làm nền tảng cho một chế độ dân chủ bởi dân, cho dân, vì dân, phục vụ cho dân. Phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa 1 Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu vào ngày 14 tháng 12, 2019, được vinh dự có Tổng thống Đào Minh Quân chủ tọa. Vì có sự tham dự đông đảo của quý đại biểu Việt Nam trên toàn thế giới, nên phiên họp sẽ được công khai tại phòng FCC. Trung tướng Lâm Ái Huệ sẽ là người điều khiển phòng họp với hai vị phụ tá. Một, bà đại biểu Tammy Thấm Huỳnh. Hai, bà đại biểu La Nguyễn Thị Ngọc Duyên, với sự trợ giúp giám sát của đại biểu Hoàng Vũ Tôn. Vì là phiên họp đầu tiên của khóa 1, nên đồng thời có sự tham dự của ba vị chủ tịch Thượng Hội đồng Quốc gia là Chủ tịch Hội đồng Tôn giáo Nữ sĩ Tuệ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quốc lão Bác sĩ Quách Thế Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quốc sĩ Thạc sĩ Nguyễn Hữu Trí. Hiện tại, khóa 1 Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đã có trên 68.000 đại biểu sẽ hội họp để biểu quyết 5 đề mục quan trọng sau đây. Thứ nhất, việc cấp thẻ căn cước tín dụng trợ giúp cho người dân Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Thứ hai, triển khai nhân sự các bộ và cục. Thứ ba, thành lập cơ chế viện giám sát nhân dân để tái xét những bản án bất hợp pháp và xét xử hành vi phạm pháp của các nhân viên công lực cao cấp có hành động khủng bố hay triệu tập người dân Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa lên đồn công an mà không có sự hiện diện của luật sư biện hộ hoặc đại diện của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Thứ tư, thành lập tòa án quân sự để xử lý các thành phần phạm pháp. Thứ năm, chuẩn bị đại hội công bố thành phần Quốc hội khóa 1 Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa để tiến tới giải thể các cơ chế bất hợp pháp do Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập. Hiện nay, tính đến ngày 9 tây tháng 12 năm 2019, đã có thêm 309.808 đồng bào tham gia trưng cầu dân ý. Đặc biệt, đã có 68.808 nhà ái quốc đương thời đã ghi tên tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa để trở thành đại biểu khóa 1 của Quốc hội Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi xin trân trọng khen ngợi các quý vị thức giả, anh thư hào kiệt Việt Nam đã mạnh mẽ gia nhập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, quyết noi gương hy sinh giúp dân, cứu nước của Tổng thống Đào Minh Quân để giải trừ chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam, đem yêu thương, tự do, no ấm đến cho đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng ta. Trân trọng thông báo, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Đó là cái thông báo mà chúng ta thấy là hồi nãy Pha đã nói rồi, chính phủ này là chính phủ chính danh hợp pháp. Thì bây giờ cái thông báo này anh chị em đã nghe chị Kim đọc cho anh chị em biết là Tổng thống đang sắp thành lập Quốc hội. Thì khi mà thành lập Quốc hội thì anh chị em biết là cái ngày tàn Cộng sản nó sống được bao lâu. Không lẽ là Tổng thống thành lập Quốc hội rồi không? Không. Cái Quốc hội rất là quan trọng, có tam quyền quan lập. Cái Quốc hội đó rất
là quan trọng. Khi chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa trở về thì đây là cái khóa đầu tiên, và cuối tuần này, tức là chủ nhật tuần này sẽ bắt đầu. Thì bây giờ chính phủ đã có 68.299.000 thành viên của chính phủ đã gia nhập vào chính phủ. Nếu 68.299 thành viên này là 68.299 đại biểu này, thì anh chị em thấy á, là mình đông rất là nhiều, hơn rất là nhiều. Còn trong này, này là 68.800. Dạ, ngày qua đó, ngày qua là nó đang nó lên qua cho đâu nằm đó chị. Thì anh chị em thấy là chúng ta đã đi từng bước rất là rõ ràng. Nên chính phủ này chính danh hợp pháp, không sợ bất cứ ai nói gì cả, không sợ ai đánh phá, cũng không ai làm gì. Tại vì cái gốc cây cổ thụ nó rất là lớn và nó đứng rất là vững, dầu mưa phong ba bão táp không bao giờ nghiêng ngả. Chính đã nói hai cái chữ chính phủ là rất là lớn, nó không phải nhỏ, không phải hội đoàn đoàn thể cả. Thì anh chị em hãy tin tưởng và hãy cùng một chính phủ giúp dân cứu nước. Đó là cái lời mà Hoa có thể gửi đến cho anh chị em. Và bây giờ thì Hoa và chị Kim cũng sẽ đọc hai cái thông báo của thay mặt tổng thống để đọc hai cái chúc mừng Giáng sinh, hai cái thiệp chúc mừng Giáng sinh thì tổng thống cũng đã post lên trên mạng. Nhưng mà Hoa thì sẽ thay mặt tổng thống để đọc, để cho gửi đến cho tất cả đồng bạn chị em, tại vì không phải ai cũng lên Facebook. Thì bây giờ thôi chị Kim đọc, hay chị Kim đọc luôn nha. Chị giờ để cho đó, thì bây giờ mình đọc cái đó ha. Bây giờ Kim cho xem cái thiệp Giáng sinh này chắc cũng vậy nè chị. Vậy cho nó cạo cho. Tại thiệp rất là đẹp cho nên đây là cái thiệp cho đồng bào xem. Nhân dịp Giáng sinh chào đón năm mới, đây là cái thiệp Giáng sinh cho quý cô dì chú bác anh chị em xem trước đi, rồi Kim sẽ đọc sau nội dung trong thiệp, tại vì sợ nhỏ quá rồi không có thấy được. Đây là cái thiệp Giáng sinh mà tổng thống Đào Minh Quân bên Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đã phát lên để chúc mừng Giáng sinh và năm mới. Thì chị Kim, Hoa và chị Kim sẽ thay mặt tổng thống để đọc những lời ở trong cái thiệp này để gửi đến cho tất cả đồng bào anh chị em. Tổng thống rất là bận, tại vì lúc này là lúc rất là cấp bách trong cái tiến trình giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam, nên tổng thống không có thời gian live stream hay là làm những cái việc nào khác, tại vì cái chuyện giải thể Cộng sản Việt Nam, cứu lấy đất nước chúng ta là một việc rất là quan trọng và rất là cấp bách. Thì bây giờ có hai cái cho này đọc từ trước. Dạ, thì bây giờ đây là cái thiệp rất là đẹp, Kim sẽ đọc nội dung trong thiệp này. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Chính giữa là hình của tổng thống. Dạ, hay lắm. Nhân dịp Giáng sinh và chào đón năm mới, xin kính chúc quý đồng bào trong quốc nội và hải ngoại, quý niên trưởng, quý chiến hữu, quý đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Giáng sinh an lành, hạnh phúc và chào đón một năm mới 2020 được nhiều sức khỏe và thành công. Tổng thống Đào Minh Quân, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Ở phía bên trái thì có những câu thơ của chính ngài viết ra: Việt Nam đất thánh trời thanh, bao năm xây đắp mới thành quốc gia, dân tộc như ruột như rà, chế độ như áo cởi ra là rồi. Nam Quán, Đào Minh Quân. Đây là những cái vần thơ của ngài là thật nha quý vị, chứ không phải giống như Hồ Chí Minh mà là đạo văn của người ta nha. Còn đây là lời thật, việc thật của ngài tổng thống Đào Minh Quân, những câu thơ của ngài. Đó là cái thiệp mà chúc mừng Giáng sinh và năm mới
từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và Tổng thống Đào Minh Quân ấn ký ở dưới. Ở dưới này có phải không nãy chị? Tổng thống Đào Minh Quân để Tam Việt Nam Cộng Hòa gửi đến cho đồng bào quốc nội và hải ngoại chúc mừng Giáng sinh và năm mới. Và còn cái thiệp những người dân Việt Nam nên tin tưởng hoàn toàn vào ngài Tổng thống Đào Minh Quân. Ngài rất thương yêu người dân Việt Nam và thương yêu dân tộc Việt Nam, cho nên người dân Việt Nam thấy không, dù cho ngài bận cách mấy đi nữa, ngài cũng làm thiệp để gửi tặng người dân Việt Nam trong và ngoài nước luôn. Cho nên chúng ta phải biết trân quý những điều này và chúng ta phải làm sao để chúng ta cứu lấy đất nước Việt Nam của chúng ta, mỗi người một lá phiếu. Cái chuyện đất nước rất là cấp bách thì anh chị em biết là tổng thống phải lo ngày lo đêm, nên là tới chừng lấy lại đất nước Việt Nam thì chắc là tóc cũng đã bạc hết. Thì đây cũng còn thêm một cái nó nghĩ chắc giống nhau này. Tại cái này làm kiểu cái này thì cũng là cái thiệp, nhưng mà hai cái, một cái chữ nhỏ và một cái chữ lớn mà thôi vậy, nhưng mà cái ở trong đó thì cái lời thì giống nhau. Thì cũng nhân dịp Giáng sinh và năm mới, Pha cũng xin kính chúc Tổng thống Đào Minh Quân, quý với Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính chúc quý đại biểu, quý đồng nhiệm cùng tất cả đồng bào anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành và một năm mới an khang và thịnh vượng, và hãy đầy hy vọng cho một Việt Nam mới trong năm 2020. Giờ đến phiên Kim. Thì những ngày Giáng sinh sắp tới, hôm nay là đã 13 tây. 13 tây. Thì Kim cũng xin trân trọng kính chúc ngài Tổng thống Đào Minh Quân và phu nhân, kính chúc Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý tướng lãnh, quý đại biểu, quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời một mùa Giáng sinh và một năm mới tươi vui, trong sự an lành và được nhiều hồng ân Thiên Chúa, để chúng ta sớm lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Và Kim cũng xin kính chúc quý cô dì chú bác, các anh chị em Việt Nam cũng hưởng được một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới hạnh phúc, và giữ vững niềm tin để chờ đón Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để Tam Việt Nam Cộng Hòa sớm về để lấy lại đất tổ và không làm khổ dân, đem hạnh phúc, an vui, no ấm về cho người dân Việt Nam. Chúng ta hãy cùng chung tay góp sức để chúng ta sẽ có được một ngày tươi sáng cho đất nước Việt Nam. Đoàn kết là sức mạnh. Thì bây giờ Hoa xin mời tất cả anh chị em nghe một bài nhạc. Nói cho toàn thế giới biết rằng Việt
biết hay không? Nếu muốn thì tham gia trưng cầu dân ý. Một bàn tay quá ra triệu bàn tay, thì nếu mà chúng ta biết là cái công cuộc cứu nước này cần cái lá phiếu trưng cầu dân ý để nói cho quốc tế biết, thì anh chị em hay rỉ tai, hay truyền miệng, hay là share những cái live stream của chính phủ, của pha, hay là của tất cả bộ thông tin, truyền thông công lý, cuộc dân vận, tất cả các đài đó, hay là những cái live stream của anh chị em kêu gọi trưng cầu dân ý, quý đồng nhiệm và những người có tấm lòng yêu nước, thì share ra để nói cho tất cả đồng bào anh chị em biết là chúng ta có một chính phủ sắp về cứu đất nước Việt Nam của chúng ta, mà chúng ta cần nhiều bàn tay, triệu triệu bàn tay để cứu lấy đồng bào của chúng ta qua lá phiếu trưng cầu dân ý. Thì anh chị em cứ nói bằng cái cách nào mà anh chị em có thể nói được, truyền miệng, rỉ tai, share video, share live stream, nói trang của chính phủ, trang trưng cầu dân ý. Tất cả những cái gì mà anh chị em có thể làm được, anh chị em cứ làm. Cái đó là chúng ta đã góp một bàn tay, và từ một bàn tay sẽ ra triệu triệu bàn tay. Từ người này nói cho người kia biết, từ người kia nói cho người kia biết nữa. Đó là triệu triệu bàn tay sẽ gom lại thành một sức mạnh, thì chúng ta sẽ giải thể được chế độ Cộng sản Việt Nam. Thì trước hồi nãy giờ thì Hoa và chị Kim đọc thông báo, thì thật ra bây giờ chỉ kể cho anh chị em nghe cái câu chuyện vui ở Việt Nam. Thì tình cờ có một chị rất là ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân trưng cầu dân ý, thì nên á, các con của chị đều là tối ngày chỉ nghe chị nói là Tổng thống Đào Minh Quân mà thôi. Thì tình cờ á, ra ngoài đường tới này lấy là chuyện lạ, mà không biết là cái chuyện này nó đi tới đâu. Thì có thấy một cái bảng, cái link trưng cầu dân ý là www.trưngcầudânýt.us lại gắn trên cái chiếc xe. Thì con chị mới nói là má thì tối ngày nói Tổng thống Đào Minh Quân, con đi ra ngoài đường con cũng thấy có cái chị kia, chị gắn cái bảng mà link trưng cầu dân ý nãy giờ Pha nói đó, là www.trưngcầudânýt.us ở trên xe. Và chị chạy, lúc đó thì công an đó thấy là quảng hồn phải chạy theo, mà gì á, thì chạy xe thì dĩ nhiên là làm sao cái người thấy mà chạy theo kịp, thì không biết á, là đi về đâu, nhưng mà không có nghe là bắt được. Tại vì Phan nghĩ là cái này là một cái chuyện lạ, và cái chị này rất là gan dạ muốn quảng bá cái liên trưng cầu dân ý cho đồng bào của mình. Đó là bằng cái cách mà để lên xe của mình. Thì dâu cho Cộng sản Việt Nam có chạy theo, thì chị nói là cái này chính danh hợp pháp. Trưng cầu dân ý là chúng tôi có quyền trưng cầu dân ý, và chúng tôi cũng có quyền kêu gọi đồng bào trưng cầu dân ý. Tại vì luật trưng cầu dân ý thì Cộng sản Việt Nam nó đã ký với Liên Hợp Quốc, thì chúng ta có quyền trưng cầu dân ý. Nếu Cộng sản Việt Nam bắt giam trái phép thì sẽ có luật lệ đàng hoàng. Tại vì hồi nãy chắc anh chị em đã nghe chị Kim đã đọc cái thông báo đầu tiên, Tổng thống Đào Minh Quân thành lập quốc hội và cũng có thể thành lập tòa án để xét xử những người mà bắt hại người dân, đàn áp người dân. Chính phủ này từ từ sẽ làm tất cả những gì để hoàn thành trong cái công cuộc mà tái thiết đất nước, điều hành đất nước. Đó là một cái câu chuyện mà Pha nghe kể mà Pha cũng vui lắm. Tại vì Pha thấy là chị gan dạ hơn những người khác. Pha với chị Kim ở hải ngoại thì lên live stream nói thì rất là bình thường, không có gì đặc biệt. Cái đặc biệt là các chị đang sống trong lòng địch mà các chị có cái gan dạ đó, phải nói là hơn cả Pha và chị Kim rất là nhiều. Bởi vậy mà mình vào chính phủ, mình làm được những cái việc mình thấy, tuy rằng
mình không biết tiếng nói của mình nó đi về đâu, nó đi xa bao nhiêu, nhưng mà mình chỉ có cái tâm nguyện là mình đem truyền bá những gì mình biết và mình góp lên tiếng nói để cho cái công cuộc giải thể Cộng sản Việt Nam nó nhanh hơn, để cho đồng bào mình bớt đau bớt khổ. Hồi sáng này Pha lên Facebook, Pha thấy một cái em đó thì Pha đó khoảng chừng 7-6 tuổi mà thôi, thì cái chân của em đó bị ung thư. Cái chân á, cái bắp đùi á, của em nó to như vậy đó, mà em á, thì ốm xanh xao, mà cái bắp đùi của em nó bự như vậy nè, nó bự bằng cái bắp đùi của người lớn á. Tức là bị ung thư á, mà mình nhìn thấy là nó hầu như nó đã bị thối rồi, mà cứ kêu gọi là cứu giúp em. Cứu giúp cách nào đây? Tại vì á, chúng ta không chữa được. Tại vì khi ung thư nặng quá rồi đó, nó đã lan tràn khắp nơi. Chúng ta muốn cứu là chúng ta phải cứu sớm khi phát hiện. Đó là rất là tội cho các em sống trong chế độ Cộng sản Việt Nam. Nghèo đói thì làm gì có tiền để mà trị bệnh, mà khi phát hiện bệnh cũng không có tiền thì làm sao trị. Mà ngày qua ngày rồi nó trở thành ung thư và nó sưng lên và nó hư, nó thối như vậy thì làm sao cứu được em đây? Cũng như đất nước Việt Nam của chúng ta hiện bây giờ, chưa đến đổi mà nó ung thư nó thối hết, chúng ta còn có thể cứu được. Nếu đất nước chúng ta mà bị hư hết, hư là đây mình nói là thuộc vào tay, đã lọt vào tay của Tàu Cộng, chúng ta không có cách nào cứu được. Như vậy thì tất cả đồng bào anh chị em của chúng ta có nên cứu trước khi quá trễ hay không? Như cái căn bệnh của các em vậy, Pha thấy bây giờ nếu chúng ta có tấm lòng hảo tâm, chúng ta gửi về bao nhiêu, chúng ta giúp được bao nhiêu, vài triệu, 5 triệu, 10 triệu mà có cứu được em hay không? Không cứu được, chạy gì nó quá trễ rồi. Còn rất là nhiều cái hoàn cảnh thương tâm như vậy là do Cộng sản Việt Nam không có bệnh viện đàng hoàng, không tài trợ thuốc men, không để cho người dân đi trị bệnh mà không phải tốn kém nhiều. Đời sống đã khổ, làm không có tiền, khi bệnh hoạn thì làm gì có tiền để mà đi trị. Rất là nhiều người mà tới bị bệnh rồi, ung thư rồi chết. Chết rồi mà còn không có tiền để mua hòm mà chôn nữa kìa. Đó là một cảnh mà thương tâm trong đất nước Việt Nam của chúng ta. Có những người may mắn chưa có lâm vào cảnh đó thì chúng ta chưa thấy là chúng ta khổ. Nhưng mà chúng ta hãy nghĩ nhiều người khổ hơn chúng ta rất là nhiều. Bởi vậy nhiều khi Pha ở đây, Pha nhìn thấy ở cảnh đời sống ở xứ tự do này, mỗi một thứ Pha nhìn hầu như là Pha nhớ về Việt Nam. Cứ mình thấy cái món ăn này mình nói ở Việt Nam, ở đây dư thừa như vậy, ở Việt Nam không có mà ăn. Đó là cái mà mình thấy rất là khổ, mà mình đâu có biết làm hơn nữa. Mình chỉ nghĩ là chỉ có một chính phủ mới có thể cứu được. Thì đây có chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng hòa cho Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo sẽ cứu giúp được đồng bào của mình. Chúng ta là một chính phủ, chúng ta lấy lại chủ quyền đất nước. Tại vì đất nước Việt Nam của chúng ta trước năm 1975 là của thời Việt Nam Cộng hòa. Chúng ta lấy lại cái nhà của chúng ta mà thôi, chúng ta không cướp giật của ai. Nhà chúng ta bị cướp thì chúng ta phải lấy lại. Nếu không có Tổng thống Đào Minh Quân thì chúng ta không bao giờ lấy được, bảo đảm với anh chị em luôn. Nếu Tổng thống Đào Minh Quân không có dạch mặt tên Việt gia Hồ Chí Minh tại UNESCO năm 1989 thì đất nước Việt Nam của chúng ta không có bao giờ lấy lại được. Khi mà Liên Hiệp Quốc đã nhân danh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới, là chúng ta không còn cơ hội nữa. Đó là Tổng thống đã tìm ra cái gốc rễ và cái nguyên nhân cái sự khổ đau trên đất nước Việt Nam của chúng ta là do Hồ Chí Minh gây ra. Thì chúng ta nhổ tận gốc. Chúng ta đã nhổ cái gốc, bây giờ chúng ta bắt đầu chặt nhánh nhóc hết từ trong ra ngoài, là chúng ta sẽ thiêu đốt hết cái gốc cây cộng sản này. Thì anh chị em thấy là Tổng thống Đào Minh Quân có đầy đủ trí tuệ thông minh. Chúng ta làm cái gì chúng ta phải bắt từ cái gốc trước.
Tổng thống Đào Minh Quân không có lật đổ Cộng sản, mà Tổng thống nhổ luôn cái gốc Cộng sản luôn. Pha cũng vậy, Pha cũng không nói là phải lật đổ Cộng sản. Rất là nhiều người lên nói lật đổ Cộng sản, lật đổ Cộng sản. Lật rồi, nó gốc vậy, nó cũng vậy mà thôi. Nó nghiêng bên đây, nghiêng bên nọ rồi, nó gốc vậy. Chúng ta phải nhổ tận gốc rễ, chứ không cần phải lật. Bây giờ anh chị em, đồng bào của chúng ta muốn nhổ tận gốc rễ thì tham gia trưng cầu dân ý. Đó là cái đường link www.trưngcầudânýchấm.us. Đó là cái mà anh chị em sẽ nhổ tận gốc rễ Cộng sản Việt Nam. Và cái lá phiếu chính trong tay của anh chị em không ai hết. Đó là sức mạnh vô địch. Cộng sản Việt Nam sẽ không có thoát được một trận chiến này. Một trận chiến tâm trị, không dùng súng đạn, chỉ dùng tâm con người, lời nói chính nghĩa mà chúng ta sẽ thắng được Cộng sản Việt Nam. Tất cả những thành viên của chính phủ cũng làm hết cái khả năng của mình, dùng tiếng nói, dùng cái tâm thương yêu đồng bào của mình mà hết lòng, để mà đóng góp một tay cùng Tổng thống Đào Minh Quân để sớm giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam, để cho dân tộc Việt Nam của chúng ta thoát khổ. Dạ, chị Kim có bổ túc gì không chị? Hồi cái livestream vừa rồi đó, Kim có hứa là bữa nay kỳ này sẽ cho quý cô dì chú bác anh chị em nghe cái livestream của ngài Tổng thống Đào Minh Quân. Cái livestream đó rất là có giá trị mà, và chúng ta cần phải chúng ta cần phải nghe kỹ, nghe đi nghe lại. Và Kim muốn cho người quý cô dì chú bác anh chị em nghe lại, cũng có thể có người đã nghe rồi, có người đã xem rồi, nhưng mà Kim muốn ở trong cái livestream của Kim và chị Pha, có những người chưa có được nghe cái livestream của ngài Tổng thống, cho nên là Kim muốn để vào cái livestream của Kim và chị Pha, và muốn giải thích thêm những lời của ngài nói để cho người dân nhận định rõ ràng hơn là chúng ta đang đứng ở vị trí nào. Thì cho nên, nhưng mà hôm nay á, chị Pha cái clip đó thì Kim định là cho quý vị xem luôn hình của ngài Tổng thống đang livestream, nhưng mà tại vì ngài nói thì cũng hơi dài, cho nên nếu mà cầm thì sợ là không có cầm tiếng hồ, cho nên nó có thể lần sau á là Kim xin phép được phát cái tiếng nói của ngài thôi. Mình để như đây nè, không cần phát được, cho không? Lên luôn thì đâu sao em. Chứ cầm mà cho chị cầm còn mấy đó. em làm thành ra cái... lần sau á là Kim và chị Pha sẽ để cái livestream đó của ngài lên để cho người dân chúng ta biết được càng nhiều càng tốt, và chúng ta phải hiểu thêm những lời ngài nói. Những lời ngài nói chúng ta phải hiểu thật sâu để chúng ta biết là ngài đang là một người đang rất muốn cứu người dân Việt Nam. Mà người dân Việt Nam đừng thờ ơ nữa, tại vì đây là những sự kiện rất quan trọng cho đất nước Việt Nam. Ngày xưa thì Kim cũng không có biết về cái tình hình của đất nước đâu quý vị. Tại vì là Kim chỉ thấy bây giờ Cộng sản nó vô đất nước Việt Nam, bây giờ khổ quá thì mình đi, mình tìm tự do vậy thôi. Chứ Kim chưa có thấy được những âm mưu của Cộng sản, nó quá là mưu mô xảo quyệt. Đó, từ từ Kim nghe và Kim xem những cái livestream của ngài, rồi Kim xem thêm những tin tức thì mới biết rằng dân Việt Nam chúng ta quá đau khổ, tại vì bị một cái nạn Cộng sản vô cùng độc hại. Mà nếu người dân chúng ta thờ ơ thì nó đi tới tình trạng diệt vong là rất là dễ luôn. Đó, cho nên là Kim mới tha thiết kêu gọi người dân Việt Nam hãy sáng suốt lên và nhận định cho rõ ràng, nhìn cho sâu hơn trong cái xã hội chúng ta đang sống. Chúng ta nhìn và thấy và cảm nhận được gì, chúng ta đừng thờ ơ. Tại vì hồi nãy Kim nói về cái clip của một cái đứa nhỏ mà đứng đằng sau chiếc xe nó ve đó, thì một người đàn ông đứng gần đứa nhỏ mà tỉnh bơ để cho đứa nhỏ bị xe cán. Không biết mà ai mà quay được cái clip đó, quá hay luôn. Trong khi cùng một chiếc xe nó ve, mà một con chó nhỏ nó đằng sau chiếc xe, thì con chó lớn nó chạy nó ủi con chó vô trong lề để con chó nhỏ không bị xe cán. Hai con chó đều thoát khỏi chiếc xe ve hết. Như vậy chúng ta nhìn cái clip đó chúng ta thấy rất là đau lòng cho con người của chúng ta.
Tại sao mình là con người, mình có đầy đủ thông minh trí tuệ, tại sao mình lại thờ ơ với nhau như vậy? Cho nên Kim phải tha thiết kêu gọi người dân Việt Nam phải thương yêu với nhau. Tại vì Ngài Tổng thống Đào Minh Quân luôn luôn đặt chữ thương yêu đứng lên hàng đầu. Thương yêu, cần kiệm liêm chính và kiên trì. Cho nên Ngài đặt hai chữ thương yêu lên hàng đầu để cho người dân Việt Nam của chúng ta nên thương yêu nhau. Chúng ta là dòng dõi con rồng cháu tiên thì chúng ta phải giữ. Cả ngàn năm chúng ta bị giặc Tàu đô hộ, nhưng cha ông chúng ta, các vị anh hùng đã cố gắng lấy lại đất nước, giữ cho đất nước Việt Nam của chúng ta trường tồn cho tới mãi ngày hôm nay. Nhưng vì cớ gì chúng ta lại thờ ơ để Tàu đến xâm lược, mà lần này Tàu xâm lược quá là tinh vi luôn. Họ để cho người dân giống như là con ếch mà ngồi trong nồi nước vậy đó. Rồi họ đun lần lần, rồi từ từ cái con ếch nó chết luôn, không kịp nhảy ra. Tại vì nước nó ấm lên rồi bắt đầu nóng đó, là mình chưa có cảm nhận được nóng. Rồi tới chừng mà khi nóng rồi là không nhảy ra được nữa. Đó, cho nên là cái mộng xâm lược của họ quá là tinh vi luôn. Thành ra cũng may là nhờ đất nước Việt Nam của chúng ta là đất thánh trời thanh đó. Cho nên á, trong cái xã hội nào thì đất nước Việt Nam cũng còn có những vị anh tài. Mà đó là Ngài Đào Minh Quân đang đứng lên để cứu đất nước Việt Nam chúng ta. Thì người dân Việt Nam đừng nên thờ ơ, mà phải biết rằng chúng ta đang có một vị anh hùng đang cứu đất nước chúng ta, cứu người dân Việt Nam. Thì Kim vẫn nhắc đi nhắc lại, người dân Việt Nam chỉ có một cách đơn giản thôi. Không cần phải đi vượt biên giống như là những người dân mà phải đi vượt biên rồi chết dưới biển. Hoặc là vừa rồi là có 39 người là đi trong cái thùng container đó, là chết ở trong cái xe container. Không cần phải như vậy. Ngài cho người dân Việt Nam chúng ta quá sung sướng luôn, ngồi tại chỗ 5 phút thôi. Trong khi hiện tại bây giờ người dân Việt Nam lên YouTube để xem kìa, dân Hồng Kông tội nghiệp dữ lắm luôn. Người ta xuống đường không biết bao nhiêu ngày mà nói rồi, quá khổ luôn. Người ta tìm hai chữ tự do đó, trong khi Việt Nam chúng ta đang có hai chữ tự do trong tay bằng lá phiếu, nhưng mà quá thờ ơ. Như vậy nếu một mai mà đất nước chúng ta diệt vong thì cái đó là tại tự người dân Việt Nam muốn như vậy. Chứ Ngài Đào Minh Quân rất là đau lòng, Kim và chị Pha cũng rất là đau lòng luôn. Đau lòng mà nó mới lên đây ngồi nè anh chị em. Thấy cái một ngày nghỉ một ngày là lên một ngày. Rồi rất là nhiều chuyện mà cần phải lo, họp bè, thành ra là phải tranh thủ. Tại vì á, ai cũng nghĩ á, là Tổng thống Đào Minh Quân, những người nhất là những người hải ngoại này, chứ phải không nói anh chị em ở trong nước, anh chị em trong nước thì sống trong mà mấy gông kèm của Cộng sản thì mình rất là thông cảm, mình hiểu được. Không phải anh chị em ở trong nước không có tấm lòng yêu nước, có. Phải tin chắc rằng anh chị em nào cũng không thích Cộng sản cả và biết rất rõ Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà sống ở trong một cái sự kìm kẹp đó, lên tiếng nói cả gia đình thân nhân, nên á, cái đó là cái mà mình hiểu được. Còn những người ở hải ngoại này thì lại công ăn việc làm, và có rất là nhiều người không có nghĩ là Tổng thống Đào Minh Quân sẽ giải thể được chế độ Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà Tổng thống sẽ làm được, và chắc chắn sẽ làm được. 30 năm Tổng thống đã đấu tranh đòi tự do cho Việt Nam, đã đến lúc phải kết thúc. Một cái sự hy sinh nào cũng sẽ được đền bù. Một sự đánh đổi hy sinh đó có thể cứu được đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thì hồi nãy chị Kim nói là cái clip video đó thì Pha sẽ, nhưng mà cái clip video này là lúc mà Tổng thống còn rất là trẻ, đã dõng dạc nói cho tất cả đồng bào anh chị em biết. Đây là cái chứng minh mà Tổng thống đã làm mấy chục năm. Thì bây giờ Pha xin mời anh chị em nghe. Quốc dân Việt Nam, cái này của bác anh thính giả, chúng tôi là những vệ biệt tập, là tầng lớp thanh niên, thế hệ chủ lực của quốc gia,
trước vận nước ngã nghiêng, quyết một lòng liên hợp với nhau để học lấy tuệ đức, cứu nước, giữ nhà của tổ tiên hiền đình. Dẫu biết tài hèn đức mỏng, nhưng không đành cúi đầu hổ thẹn với tiền nhân và đàn con em mai hậu. Trước sự bất lực, chia rẽ, lúng túng xa lầy của chủ nghĩa cộng sản vô thần, trước nhu cầu cấp bách của sự đoàn kết và cứu nguy dân tộc, bằng một khí thế hùng liệt và ý chí thống nhất của truyền thống Việt Nam, chúng tôi, thành phần sinh viên, thanh niên học sinh, thế hệ chủ lực của quốc gia, bao gồm trong và ngoài nước, vì nhu cầu khẩn thiết của Tổ quốc Việt Nam, vì quyền lợi tối thượng của dân tộc, và với lý tưởng dấn thân vì đại nghĩa, long trọng công bố phong trào Tân Dân Chủ Việt Nam được khẩn cấp đệ trình cùng quốc dân Việt Nam với tất cả lòng thành kính, tận tụy, bền bỉ cùng kiến thức và năng lực của thanh niên trong tổ chức Việt Nam Tân Dân Chủ. Với ý thức trách nhiệm cứu quốc để phục hưng một nước Việt Nam tự do, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và tiến bộ trong kỷ nguyên mới của khoa học và kỹ thuật, chúng tôi mời gọi sự tích cực tham gia của mọi tầng lớp quốc dân Việt Nam, đặc biệt là các bạn thanh niên, sinh viên, học sinh có nguyện vọng và tâm huyết phục vụ tổ quốc, để trực diện đương đầu với các kẻ thù chung hiện nay của dân tộc chúng ta là lỗi thời, lạc hậu, đói nghèo và trọng tiến, đồng thời chủ trương một cuộc tổng tuyển cử tự do và công bình tại Việt Nam, cũng như tranh đấu cho các nguyện vọng căn bản của chúng ta, bao gồm các quyền sinh tồn, quyền bình đẳng, quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tự do tư tưởng. Kính mong đồng bào và các tổ chức, đoàn thể, lực lượng tiền phong hết lòng ủng hộ. Khẩn thiết kêu gọi đồng bào và toàn thể quý vị đồng lòng với chúng tôi về bản thông cáo này, với hiện thực quyền lực và quyền lợi tối cao của dân tộc Việt phải do chính quốc dân Việt quyết định, đồng thời cũng để ủng hộ thế hệ thanh niên, thành phần chủ lực của quốc gia đứng lên đảm nhận vai trò lịch sử, cứu quốc và kiến tạo quê hương. Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 3 năm 1990, Ban chấp hành Trung ương phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ trân trọng kính chào quý vị và toàn thể khán thính giả. Kính thưa đồng bào và anh chị em thanh niên Việt Nam, hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 1990 đánh dấu một bước tiến mới trong đấu tranh cứu nước của toàn dân. Một sức mạnh mới, một khí thế mới đang hình thành làm rung chuyển nhân loại và đang khai mở ra quốc vận của Việt Nam. Trong đó, sự dấn thân của phong trào thanh niên, sinh viên, học sinh Việt Nam Tân Dân Chủ, một chủ lực của quốc gia đã trỗi dậy từ trong ra ngoài nước. Sự thật, lực lượng thanh niên, sinh viên, học sinh Việt Nam dù trong hay ngoài nước là một, là tinh hoa của tổ quốc, vẫn mãnh liệt sống trong dòng sinh mệnh của dân tộc, nhớ với cái nhớ mất nước, đau với niềm đau của dân tộc, vẫn có mặt với lịch sử và sẵn sàng tiếp nối truyền thống của cha ông. Trong khí thế ưu việt đó, phong trào thanh niên, sinh viên, học sinh Việt Nam Tân Dân Chủ là một tiến trình liên hợp sâu xa, cao đẹp, tiềm tàng bởi ý chí và khả năng của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, thế hệ chủ lực của quốc gia hình thành với sứ mạng thiêng liêng của tổ quốc trao phó để cứu quốc và kiến quốc. Kính thưa đồng bào yêu kính và anh chị em thanh niên ruột thịt Việt Nam, lịch sử đã nhiều lần bị bê hố, tự do đã nhiều lần bị chà đạp, dân chủ cũng đã từng bị phản bội. Ý thức được những sự thật trắng trợn đau thương đó, thanh niên Việt Nam, thành phần chủ lực của đất nước, không thể dẫm lên vết xe cũ, không muốn bị lèo lái bởi bất cứ một thế lực phản quốc nào. Họ muốn vươn lên chắc mắt, vững chắc như Thái Sơn,
tự hào với tiền nhân thánh tổ. Họ đã hiểu được lịch sử Việt Nam phải là hùng sử, tự do là phải được sống, được thở, được giàu có ấm no, cũng như dân chủ là phải y cứ trên ý chí, ý thức và tâm nguyện của toàn dân, phải có sức sống và khả năng để chủ động, để trực tiếp giữ phần quyết định vận mệnh của dân tộc, của tương lai bản thân, gia đình và con cháu. Để cung hiến sức sáng tạo hầu xây dựng một quốc gia giàu có và hùng mạnh. Do đó, sức bật toàn năng tới thì nảy sinh ra mới. Của tân dân chủ không lệ thuộc vào thế lực nào, mà phải dựa trên toàn bộ sự đòi hỏi từ nguyện vọng, từ tâm thức và ý chí của dân tộc để xây dựng cơ cấu xã hội và tiến hóa tính của chế độ. Đó là bước khởi đầu và là ý nghĩa của tân dân chủ. Tân dân chủ phải đáp ứng nguyện vọng sâu xa và lâu dài của đất nước và mọi tầng lớp nhân dân. Tân dân chủ phải là sức mạnh vô song cho nước và tuệ đức ngàn đời cho dân. Tân dân chủ là quốc lực, là quốc vận và là đại thế của dân tộc trước hoàn cầu. Quốc lực đó phải tự chủ, tiến thắng, đại hòa và bất diệt. Quốc vận đó là phải huy hoàng, an lạc và đời đời hạnh phúc. Đại thế đó là phải vững sáng trong Á Châu và ngang hàng với bất kỳ một đại cường quốc nào trên thế giới. Đó là tâm thức, ý chí, nguyện vọng và là tiềm lực sâu xa, thâm thúy, cao cả nhất của tiên hiền liệt tổ và đại dân Việt Nam. Khẩn thiết và dồn dập kính mời đồng bào và anh chị em thanh niên ủng hộ tham gia các cuộc đứng lên khí phách của cao trào thanh niên, sinh viên, học sinh Việt Nam tân dân chủ. Và đặc biệt các cuộc nổi dậy trong quốc nội gần đây do thanh niên, sinh viên, học sinh, con cháu của quý vị là máu thịt Việt Nam đang can đảm sống lên. Lịch sử thêm một lần nữa nhất định minh chứng hùng hồn rằng thì nhân dân và thanh niên Việt Nam cùng đoàn kết nhất trí và thống nhất ý chí, tạo thế chủ động, thì không một thế lực nào, không một kẻ thù nào của dân tộc đương cử cho được. Kính chào đồng tâm nhất trí và quyết thắng. Thấy tổng thống không? Tổng thống hát bài á, cái đó là anh chị em thấy là những lời mà tổng thống đã tuyên bố rất là hùng hồn. Thì tổng thống là chủ tịch Việt Nam Tân Dân Chủ năm 1989, rồi sau đó là trở thành thủ tướng, hiện bên nay là tổng thống của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Cái video, cái clip video ngắn đó Phạm muốn gửi đến cho tất cả đồng bào anh chị em biết là cái tinh thần đấu tranh đòi tự do cho Việt Nam mà Tổng thống Đào Minh Quân đã đeo đuổi, những gì Tổng thống đã tuyên bố cách đây 30 năm vẫn giữ nguyên cái lập trường đó, thì trước sau gì Tổng thống cũng sẽ giải thể được chế độ Cộng sản Việt Nam. Trời Phật sẽ phù hộ cho chúng ta, phù hộ cho những tấm lòng biết thương tha nhân, biết cứu giúp đồng bào của mình, thì cái tâm nguyện của tổng thống sẽ được thành tựu. Nên Pha rất là mong muốn đất nước Việt Nam của chúng ta sớm được tự do. Mọi người Việt Nam của chúng ta sẽ trút đi cái gánh nặng mà đau thương trên vai, nghèo đói, bệnh hoạn, bị kìm kẹp bởi chế độ Cộng sản Việt Nam. Đó là cái gánh nặng mà sẽ đè và kìm hãm trên mỗi người dân Việt Nam của chúng ta. Thì chúng ta phải trút đi cái gánh nặng đó bằng cách là chúng ta phải cùng Tổng thống Đào Minh Quân giải thể cho được chế độ Cộng sản Việt Nam. Tổng thống Đào Minh Quân là một người, cái vận mạng
cứu giúp đất nước Việt Nam của chúng ta. Như bác Minh Sơn Lâm đã nói, chính nhân thiên mệnh, sức thế Đào Minh Quân sẽ tiêu diệt chế độ Cộng sản Việt Nam để giúp dân cứu nước. Đó là những gì mà Khoa gửi đến cho tất cả đồng bào anh chị em. Nếu chúng ta muốn có tự do thì chúng ta mạnh mẽ lên, chúng ta đừng sợ Cộng sản nữa. Chúng ta sợ thì chúng ta sẽ không có làm được. Chúng ta mạnh mẽ vươn lên với tinh thần yêu nước. Chúng ta mạnh mẽ như Tổng thống Đào Minh Quân đã tuyên bố cách đây 30 năm về trước, qua cái clip video ngắn đó, đã chứng minh rất là rõ ràng lòng kiên trì, nhẫn nhục, hy sinh và chịu đựng chỉ mục đích duy nhất là giải cứu đồng bào của chúng ta thoát khỏi chế độ Cộng sản Việt Nam. Chị Kim có đóng góp gì nữa hay là đọc thơ chị Kim? Thì bây giờ á, anh chị em cũng biết là đất nước Việt Nam của chúng ta hiện bây giờ cái đời sống kinh tế nó rất là khó khăn, và Cộng sản Việt Nam đã sắp sụp đổ hoàn toàn. Tại vì trong cái bộ máy chính trị của Cộng sản Việt Nam nó đã sắp tan rã. Bởi vì Pha nhiều khi Pha không biết đánh cờ thiệt, nhưng mà Pha cũng từng ngồi xem cây chồng con mình đánh cờ, nhưng Pha cũng biết chút chút nhưng mà không biết đánh giỏi thôi. Nhưng mà Pha với ông xã hay nói là Cộng sản Việt Nam, cái bộ chính trị của Cộng sản Việt Nam đó giống như cái bàn cờ có đầy đủ xe pháo mã, nhưng mà lại chiếu bí, tức là không còn con đường nào khác là phải bị giải thể. Cộng sản Việt Nam là tay sai của Tàu Cộng, mà Tàu Cộng bây giờ còn lo chưa xong, còn ở bên ngoài thì có Tổng thống Đào Minh Quân, Tổng thống Trump bao vây tất cả, và ở ngoài Biển Đông có đồng minh, những chiến hạm đang ở đó, thì anh chị em nghĩ là họ còn con đường nào thoát hay không? Chỉ cần tiếng nói của người dân mạnh mẽ lên, bảo đảm với anh chị em Cộng sản Việt Nam không còn con đường nào chạy và không bao giờ thoát được, luôn cả Tàu Cộng. Anh chị em hãy làm một cuộc lịch sử đi, như hồi nãy trong cái clip video của Tổng thống đó. Chúng ta hãy làm một cuộc lịch sử thay đổi đất nước Việt Nam của chúng ta chỉ bằng cái lá phiếu trưng cầu dân ý. Chúng ta không qua súng đạn mà chúng ta có thể lấy lại chủ quyền đất nước Việt Nam. Vậy là chúng ta hãnh diện hơn, quang vinh hơn Cộng sản Việt Nam. Cộng sản Việt Nam cướp miền Nam, giết biết bao nhiêu người và đạp trên xương máu của rất là nhiều người để giành lấy cái chủ quyền Việt Nam. Thì có dai thì ắt phải có trả. Đó là lực nhân quả, là đó là lực của vũ trụ. Dai nhiều thì trả nhiều, không bao giờ tồn tại. Kẻ ác không bao giờ thắng chánh đâu, chắc chắn là như vậy. Thì trận chiến này Tổng thống Đào Minh Quân và chúng tôi nhất định sẽ thắng. Tất cả những đảng viên Cộng sản Việt Nam nếu còn có lương tâm thì hãy quay đầu trở về với người Việt quốc gia chân chính, tham gia trưng cầu dân ý, hay là vào xem cái trang Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, biết được Tổng thống Đào Minh Quân đã làm gì 30 năm về trước, mà hiện nay các ông cũng không làm gì được. Tổng thống Đào Minh Quân, Chính phủ này vẫn sừng sững đứng ở đó, luôn cả Tàu Cộng còn chưa dám động tới, thì biết Chính phủ này có sức mạnh như thế nào. Người dân Việt Nam của chúng ta cứ nhìn về ngoài, nhìn vậy chứ không có phải vậy. Cái câu này rất là quen thuộc. Còn chị Kim có cái gì vậy không? Có cái câu nào mà hay nữa không? Nhìn có cái... thấy vậy mà không phải vậy. Có cái câu này nè, có cái câu này mà ngài Tổng thống Đào Minh Quân dạy chúng ta. Cái con đường mà chúng ta muốn vượt qua gian khó, chỉ có cách là chúng ta phải đi xuyên qua nó mà thôi. Chỉ có cách đó mà thôi. Bây giờ chúng ta cứ sợ, chúng ta không muốn vượt gian khó, không muốn đi xuyên qua nó, thì chúng ta sẽ chết thôi. Cái đó là ngài dạy, thì Kim thấy
chúng ta phải thực hiện những điều mà Ngài dạy thì chúng ta mới đem lại một cái kết quả tốt đẹp cho người dân chúng ta, dân tộc chúng ta được. Thì Kim cũng xin nói những lời mà Ngài đã dạy, cái cách tốt nhất mà chúng ta để vượt qua gian khó đó là chúng ta phải đi xuyên qua nó. Thì người dân Việt Nam nghe những lời Ngài dạy thì chúng ta can đảm lên, chúng ta đừng có sợ sệt nữa, chúng ta phải đi xuyên qua những sự gian khó đó thì chúng ta sẽ thành công. Mà ở kế bên cạnh chúng ta thì có Ngài Tổng thống Đào Minh Quân đang hỗ trợ, và cả thế giới đang nhìn vào chúng ta và sẽ giúp đỡ chúng ta. Đó là sự thật, tại vì Ngài đã nói là duy thật thì lật cộng, cho nên tất cả đều là sự thật. Và người dân Việt Nam nên để ý một cái vấn đề này, tất cả những cái gì á mà nó xuất hiện trước thì đó là thật, mà nếu sau đó mà có ai bắt chước á thì phải biết cái giá trị của xuất hiện trước là rất là cao, cho nên người ta mới bắt chước. Thành ra chúng ta cứ nhìn ở xã hội chúng ta sống thì chúng ta sẽ thấy được điều đó. Cho nên những gì mà Ngài đã đưa ra trước, sau đó có ai bắt chước Ngài thì cái đó là giả. Và những cái lời Ngài đưa ra, những vấn đề mà Ngài đã đưa ra thì là sự thật. Cho nên là chúng ta phải biết nhìn nhận để chúng ta thấy được đâu là chánh, đâu là tà. Thì Ngài đã chỉ chúng ta thì chúng ta phải biết khôn khéo mà học để chúng ta thấy được là Ngài đang cứu chúng ta, Ngài dùng đủ mọi cách để cứu chúng ta, cứu dân tộc chúng ta cho được. Cho nên người dân Việt Nam phải sáng suốt lên. Hiện tại chúng ta đang có một cái thế mạnh là Ngài đã dùng mọi nỗ lực của Ngài, bằng những tâm huyết của Ngài để cố gắng đem đất nước Việt Nam về với tự do no ấm. Ngài đã bỏ ngay cả gia tài sự sản, bỏ vợ con còn nhỏ và mẹ già đau yếu, Ngài đem hết cái cuộc đời của Ngài từ tuổi trẻ Ngài bỏ đi để... vô tù nghĩa đường tu chị ơi, chứ không phải bỏ luôn chị ơi. Không phải, thì để đi vào tù nghĩa đường á, tất nhiên là bỏ đi cái để đi tìm cái con đường làm sao để cứu dân tộc Việt Nam mà không có đổ máu. Và Ngài vận động cả thế giới luôn để giúp Ngài. Cho nên sau lưng của Ngài là một đệ nhất cường quốc và một khối châu Âu 27 nước đang ủng hộ chúng ta. Thì chỉ còn chờ người dân trưng cầu dân ý mà thôi, chớ còn tất cả đều đã sẵn sàng hết. Những công hàm của đệ nhất cường quốc đã song hành với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa mà Kim và chị Pha đã đưa cho quý cô dì chú bác anh chị em xem, đó là sự thật. Giấy tờ đó là bằng chứng thật tại đất nước Hoa Kỳ, Ngài không có thể làm giả được quý vị. Và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là một chính phủ nằm trong một chính phủ, tại vì đất nước Việt Nam đã bị cướp, cho nên đệ nhất cường quốc là những nước đồng minh của chúng ta ngày xưa, của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, phải giơ tay ra cứu giúp chúng ta. Tại vì Việt Nam Cộng Hòa là một thể chế tự do, và đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ cũng là một thể chế tự do, cho nên anh em giúp đỡ nhau. Thành ra mới có tình trạng là một chính phủ nằm trong một chính phủ, nhưng hồi nào giờ chưa có được quý vị. Chỉ trong hồi đệ nhị thế chiến thôi, còn hình như đệ nhất thế chiến, thì cho nên sau này không có. Nhưng mà vì nạn cộng sản quá tàn ác và đất nước Việt Nam của chúng ta bị cộng sản cướp, thành ra đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ mới cứu vớt người dân Việt Nam chúng ta bằng đủ mọi cách. Thứ nhất là người dân Việt Nam chúng ta đi vượt biên, và thế giới tự do đang đưa bàn tay ra để giúp đỡ đón lấy. Điển hình là có Kim và chị Pha ngồi tại đây là cũng đã vượt biên vượt biển để tìm một con đường sống ở thế giới tự do, và đất nước ở thế giới tự do đã cùng chung tay góp sức để cứu người dân Việt Nam. Nhưng những người dân Việt Nam bây giờ tha phương ở khắp nơi trên thế giới nên lắng lòng lại để biết rằng mình phải có một cái gì đó để trả ơn cho thế giới tự do này.
đã cứu giúp chúng ta. Kim có nghe một người Mỹ, người ta nói một câu mà Kim thấy: nếu chúng ta không có hành động. Một người Mỹ đó nói như thế này: nếu một ngày nào đó mà lá cờ Mỹ không còn trên thế giới, thì như vậy chúng ta sẽ đau khổ đến giường nào. Câu nói đó Kim cảm thấy rất là chạnh lòng. Kim phải có trách nhiệm một chút gì đó để kêu gọi người dân Việt Nam chúng ta nên cố gắng nói lên tiếng nói chính nghĩa, nói lên một tiếng nói cho thế giới tự do, là chúng ta muốn sống trong thế giới tự do. Chúng ta không bao giờ muốn sống trong chế độ cộng sản. Mà hiện tại bây giờ là người Tàu, cộng sản Tàu đang lấn sang thế giới rất là nhiều. Nếu chúng ta không hành động thì một mai chế độ cộng sản Tàu sẽ tràn lan khắp thế giới, thì chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta phải nghĩ xa hơn một chút, đừng nghĩ chỉ là một cái phạm vi quá nhỏ trong gia đình chúng ta. Chúng ta thấy là chúng ta đã có cơm no áo ấm rồi, thì chúng ta không nghĩ đến ai hết, không nghĩ đến một ngày mai. Liệu chúng ta còn những ngày sống êm đềm này nữa hay không? Một khi mà Tàu Cộng đã tràn lan khắp thế giới, xin những người Việt Nam đã một lần nhờ thế giới tự do cứu giúp, chúng ta đang ăn cơm tự do, ăn cơm của đất nước tự do. Kim đang ăn cơm của đất nước tự do. Chúng Kim không bao giờ muốn phản lại đất nước tự do. Cho nên lúc nào Kim cũng ủng hộ thế giới tự do, mà trong đó là ngài Tổng thống Đào Minh Quân đem tự do no ấm về cho đất nước Việt Nam. Cho nên Kim ủng hộ ngài Tổng thống Đào Minh Quân. Chị Kim nói vậy thì ba cũng gần, bây giờ live stream cũng dài rồi, mình nói thêm chút xíu nữa thôi. Chị Kim nói ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân bởi vì ba kể cho anh chị em nghe cái chuyện này lạ lắm nè. Mình đi theo Tổng thống Đào Minh Quân thì mình làm giúp dân cứu nước, mình không có được lãnh lương đúng không? Tại vì mình đã nói là đi giống y như mình đi làm từ thiện vậy đó. Nhưng mà có một cái, đây là cái mà kỳ lạ, là mình ở vậy mình mới nói là đi làm từ thiện nó cũng có cái vui của từ thiện và nó cũng có cái phước của từ thiện. Thì chị Kim là vào chánh phủ rất gần đây thôi, mới tháng 9 thôi mà. Thành ra là mình thấy là hai vợ chồng chị Kim bây giờ rất là vui vẻ. Ông xã của chị Kim bây giờ rất là thương yêu chị Kim, mới là lạ nha. Thì không phải là không thương, nhưng mà bây giờ anh đi làm về mà chị Kim mắc họp gì FCC, mắc làm gì mà của chính phủ thì chị anh dành làm hết luôn à. Anh nói đi mua gì để tôi đi mua, nấu gì để tôi nấu, bà cứ lo họp hè làm gì làm đi. Một cái rất là kỳ lạ. Chứ hồi trước chị Kim nói là không có chuyện đó đâu. Mà bây giờ miễn mà cái gì mà có thể giúp được tổng thống mà ủng hộ chính phủ bằng cách nào mà anh chị có thể làm được là anh chị rất là vui vẻ làm. Và phải nói là gia đình anh chị Kim rất là vui vẻ. Thì cái đó mình cũng thấy nha. Cái đó là mình thấy rất là rõ ràng. Cái đó là một cái điều nhiệm màu của cái việc thiện. Tại vì chị Kim cũng là đóng góp tiếng nói để cứu 90 triệu đồng bào của mình. Thì chúng ta phải có một vị lãnh đạo, mà chúng ta theo một vị lãnh đạo thì chúng ta phải biết là vị lãnh đạo này sẽ cứu được đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì tất cả có lòng tin đó nên mấy rất là mạnh mẽ. Pha và chị Kim cũng vậy, ông xã Pha cũng vậy. Có thể hồi trước thì mình không có làm mấy cái chuyện to lớn này, nhưng mà bây giờ mình thấy được là mình đã có một cái hướng đi trong cái thời gian cuối đời này. Mình biết mình sẽ làm được những chuyện mà sau này mình thấy đất nước của mình tự do, rồi mình thấy đồng bào của mình sống trong một cảnh thái bình, có cơm no áo ấm, không sợ nghèo đói, không ai khi dễ. Thì cái đó là một cái việc làm quá to lớn mà Pha và chị Kim cũng không bao giờ nghĩ là mình có thể làm được. Cái đó cũng là nhờ trời Phật ơn trên đã hướng dẫn để cho Pha và chị Kim gặp được Tổng thống Đào Minh Quân trên truyền thông để mà tiếp một tay. Đó là một việc làm mà ý nghĩa nhất. Thì bây giờ anh chị em cũng thấy đó là những chuyện mà màu nhiệm. Thì cũng có
nhiều anh chị em trong nước cũng nói là khi nào nó thấy có một tia hy vọng là Tổng thống Đào Minh Quân sẽ về giải cứu đất nước, thì rất là nhiều anh chị em rất là vui, hầu như họ có cái niềm vui và họ có cái lòng tin đó. Nên cái đó là mình thấy một cái mà rất là mừng, và đó là cái việc làm mà đầy ý nghĩa mà Hoa nghĩ rằng mình không bao giờ có thể làm được mà mình làm được. Mình được con mình ủng hộ, chồng mình ủng hộ và tất cả mọi người đều vui và hân hoan. Bởi vậy con của mình, nó con mình thường hay nói là không bao giờ nghĩ mẹ của mình có thể làm được một cái gì mà quá trời to như vậy. Nói chuyện đất nước Việt Nam là cả một đất nước á, mẹ có biết là chuyện này to lắm không? Thì bây giờ cái đó là chia sẻ cùng tất cả anh chị em để kết thúc cái live stream. Còn anh chị em nào mà muốn có hạnh phúc vui vẻ mà được chồng con thương nhiều thì vào chánh phủ, vào thử rồi biết. Cái này là sự thật nghe, không có nói dối đâu đó. Thì càng chồng con gia đình vui vẻ hạnh phúc thì có phải là Tổng thống Đào Minh Quân đem niềm vui đến cho tất cả những người mà thấy được lý tưởng và thấy được cái tấm lòng yêu thương đồng bào, thương thay nhân của Tổng thống cũng như quý đồng nhiệm hay không? Cái đó là bây giờ anh chị em muốn thử thì hãy vào chánh phủ, nhất là phụ nữ Việt Nam, tân dân chủ toàn cầu. Nếu anh chị em muốn chứng minh mà lời của Pha và chị Kim nói thì vào chánh phủ là sẽ nhiệm màu ngay lập tức. Cái đó là cái sự thật nha, chứ không phải là không người đã nói là đây là di thật là cộng, không có nói không bao giờ gian dối, không phải như Cộng sản Việt Nam. Nên nó bây giờ lên là tâm sự cùng anh chị em, và có cái gì để chia sẻ anh chị em đó cũng mong rằng gửi đến cho anh chị em có những nụ cười trong thầm bất thức của Tổng thống Đào Minh Quân, là kho tàng vô tận của chúng ta là nụ cười. Thì nhân dịp Giáng sinh và năm mới sắp đến, mong rằng tất cả đồng bào anh chị em của chúng ta ai cũng có nụ cười trên môi. Chúng ta cười và hy vọng một tương lai mới cho đất nước Việt Nam và cho con người, gia đình của thân nhân của chúng ta là năm 2020. Đó là câu thầm bất thức của Tổng thống Đào Minh Quân, nụ cười vô tận của chúng ta là nụ cười. Thì mong rằng anh chị em nào cũng có nụ cười và hãy gặp nhau thì cười, hy vọng một ngày mới, một tương lai mới cho Việt Nam. Việt Nam đất thánh trời thanh, bao năm xây đắp mới thành quốc gia, dân tộc như ruột như rà, chế độ như áo cởi ra là rồi. Đó là những câu thơ của Tổng thống Đào Minh Quân gửi đến cho tất cả đồng bào anh chị em. Và bây giờ thì Pha và chị Kim sẽ xin kết thúc cái live stream, cũng nó dài quá rồi. Dạ, dài quá anh chị em xem cũng mệt sáng sáng. Thì trình cầu với lý. Dạ thì bây giờ cái Pha với chị em sẽ hẹn cái live stream này cứ 2 ngày, tức là nghỉ 1 ngày thì sẽ là lên 1 ngày để tâm tình cùng tất cả anh chị em kể về tiểu sử tổng thống, kể về tình hình đất nước, những gì mà Pha và chị Kim có thể đem lại niềm vui cho tất cả đồng bào anh chị em khắp nơi trong và ngoài nước. Đó là một việc làm mà ý nghĩa như Pha và chị Kim mới vừa nói đây, một việc làm mà ý nghĩa nhất trong cái cuối đời này. Nếu không thì bây giờ đi du lịch sao chị Kim, nếu mà không lên đây live stream với đi kêu gọi trưng cầu dân ý giúp chính phủ thì chắc là đi du lịch, đi du lịch thì về ngủ rồi ăn rồi ngủ rồi chết. Pha thì mà thấy cái đó chán lắm, mà không có thích, không thích du lịch, tại vì Pha thấy đi về nó cũng vậy mà thôi. Nói ăn rồi ngủ rồi chết á. Kim có cái những điều kỳ diệu trong cuộc sống để lần khác rồi Kim sẽ đọc quá những cái, đọc trong cái đó, không đọc bữa nay đâu, bữa khác đó Kim sẽ đọc về những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Tại chị Pha mới nói ăn rồi ngủ rồi chết á, thì Kim sẽ có gì? Những cái này rất là hay. Đâu phải là ở sống tự do rồi không chết đâu, đâu cũng chết hết. Rồi bây giờ mời anh chị em nghe cái bản nhạc trên cầu dân ý rồi kết thúc cái live stream của Pha và chị Kim. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mã số căn cước hiện bây giờ là 10116902 3. Mà bây giờ nãy giờ là nửa tiếng rồi, bây giờ cứ nhảy lên thêm số khác. Đó là cái mã số căn cước của cái số người đã tham gia trưng cầu dân ý ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân. Và mong rằng tất cả đồng bào anh chị em chúng ta hãy mạnh mẽ lên, tiếp tục ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam. Mà giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam tức là chúng ta giải luôn cả những gì quan liệt trong đất nước Việt Nam và giải thoát luôn cái cuộc sống của mình, tức là một cuộc sống mới đầy tương lai tươi sáng với nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Dạ, Pha Lê xin trân trọng kính chào Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính chào quý đại biểu, quý đồng nhiệm cùng tất cả đồng bào anh chị em khắp nơi trong và ngoài nước. Chúc một đêm ngủ ngon và tràn đầy hy vọng, luôn luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Dạ, xin trân trọng kính chào, tạm biệt. Kim xin trân trọng kính chào Ngài Tổng thống Đào Minh Quân và phu nhân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý tướng lãnh, quý đại biểu và quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Xin kính chúc tất cả được nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong mùa Giáng sinh tới và năm mới. Kim cũng xin kính chúc quý cô dì chú bác, các anh chị em Việt Nam trong và ngoài nước được nhiều sức khỏe và có nhiều niềm tin để chờ đợi Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa do Ngài Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo lấy lại đất tổ và không làm khổ dân. Kim xin trân trọng kính chào. Kim xin cất cao lời thề son sắt: dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly, Kim xin trân trọng kính chào. Dạ, trân trọng kính chào.